Rồi, anh Phi chào các bạn. Sáng nay live sớm xíu nha các bạn nhé. Sáng nay chị Thư sẽ đi chợ sớm, anh Phi sẽ ở nhà cửa hàng với bạn Nam. Và anh Phi chọn hướng là sẽ live sớm để kết thúc sớm. À, được. Lấy gì con? Dây hả? Phụ kiện gì ha? À, tròn tròn cái này hả? Thay cái bao đựng hả? Cái hộp đựng đúng không? À, cái nút thắt chơi ngang con thôi, cái nút chơi ngang. Nó có nhiều màu đó, con bước vô với cô đi, nó có nhiều màu đó. À, cái đó là cái nút trên đầu ngón tay hoặc là nút chơi ngang tùy con thích nào cũng được. Rồi, có một bạn vừa mới ghé cửa hàng để lấy cái nút chơi ngang, nút cho nên đầu ngón tay. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ tập trung ở cái môn này, cái đã sáng là anh Phi cũng luyện cái môn này hết. Đó chính là cái môn like đóng hàng nha. Like đóng hàng nha các bạn, chứ không phải là sản phẩm. Tại vì có sản phẩm nào thì anh Phi sẽ like sản phẩm đó. Thì sáng nay sẽ có một cái vỉ dây màu xanh, một cái vỉ dây màu trắng, đơn này đơn của TikTok nhé. Và một cái vỉ dầu, anh Phi sẽ đóng vô một hộp. Sau đó có một con thần hổ song đấu Blazintin 6. Hả? Rồi, hôm nay đi chơi vô vô hả? Xuống nhà của anh Liên hả? Dạ, bên Vũng Tàu hả? Giờ chạy ra ngoài hay là sao? Bên Úc Tàu, bên Bưu điện thành phố. À, vậy là mấy bạn ở Vũng Tàu vô Bưu điện thành phố. Rồi, thông báo với các bạn luôn, đang có một buổi offline về vô vô ở Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh với câu lạc bộ bên Vũng Tàu. Các bạn nào đang gần ở Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ nhà thờ Đức Bà, ngay chỗ nhà thờ Đức Bà nhé, các bạn tới đó các bạn tìm vòng vòng chắc ở ngay ở ngoài luôn hả con. Rồi, có một bạn Cường đang offline chung ở bên đó, bạn đang ghé lấy cái nút chơi trên đầu ngón tay không. Để hôm nào đi chú sắp xếp buổi chú đi với con qua đó chơi với mấy bạn Vũng Tàu. Mấy bạn Vũng Tàu rất là dễ thương nha các bạn, rất là gần gũi, chia sẻ cũng rất là nhiệt tình. Còn các bạn thành phố Hồ Chí Minh thì anh Phi nghĩ chắc cũng nhiệt tình chứ không có vấn đề gì đâu, nhưng mà có thể là đang trong cái giai đoạn tập luyện cho nên là các bạn hơi căng thẳng một chút xíu khi mà chúng ta tiếp cận. Cho nên để tiếp cận một ai đó thì các bạn cũng tính toán cái thời điểm sao cho phù hợp ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu, anh Phi sẽ ở gì ta? Test và đóng hàng ha. Rồi. Thở mình như mẹ lấy cái này cho Cường rồi phải không Cường? Mẹ lấy cái này cho Cường rồi phải không? Rồi chú Phi gửi một cục nữa để dự phòng ha. Nam quét tay giùm ba đi. Free giùm ba. Chú thì chú chưa có. Con này thì ngon rồi, tụi con chơi 1A thì con này ngon. Đi dài. Cảm ơn bạn Cường rất là nhiều. Rồi, con cứ chạy đó đi ha, chú sẽ sắp xếp sau. Tại vì phải sắp xếp thời gian mới chạy xuống đó được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Đem Minh Tím. Lấy chú Phi mượn con đem Minh Tím nha con thôi. Có hai con à, còn có hai con à. Hôm qua một bạn ở Củ Chi lấy con rồi. Anh Phi đóng hàng mất rồi. Đem Minh Tím này hiện nay anh Phi cũng thật tình là rất là xin lỗi các bạn, là anh Phi không thể tìm được một cái nguồn rẻ hơn. Cái nguồn nó về hiện nay cái giá con này nó cũng hơi... cũng không phải các bạn chơi phổ thông có thể mua được, cho nên là các bạn thông cảm anh Phi nhé. Cũng còn hai con thôi, ai muốn lấy thì rinh nhanh ha. Anh Phi cũng đã đăng lên thông tin trên TikTok rồi, các bạn muốn rinh thì rinh cho nhanh. Con này thì chơi cực ngon rồi, cực êm rồi. Hôm qua chú Phi test cho các bạn ở Củ Chi á, chơi êm cực êm luôn. Không ngờ là nó ngon đến mức độ đó. Hồi xưa giờ anh Phi vẫn đánh giá nó ngang ngửa với cái con thần hổ Blazintin cấp 6, Blazintin 5 thôi. Đánh giá nó ngang là bởi vì cái hộp nó nhỏ hơn các bạn, nó không phải là hộp kim cương đại đâu, kim cương đại cao hơn, nhưng mà thật sự là nó ngon. So với con kia thì nó cũng không thua kém gì đâu. Hai phần dây, đúng rồi, một dây, hai dây xanh hả? Rồi vậy là còn một vỉ dây xanh nữa hả? Đâu, cái đó là 901 á, 901X á, do cái hình nền ba để bị sai, không phải sai mà ba lấy hình chi tiết á. Phải đổi lại rồi, giật giùm ba cái vỉ dây màu xanh nè. Tổng cộng có hai dây xanh, một dây trắng và một không nhờ chị Thư nhắc là có thể bị thiếu, mà thiếu thì cũng dễ thôi các bạn. Thiếu thì chỉ thiệt cho anh Phi thôi, anh Phi sẽ gửi hàng liền cho các bạn bù liền. Nhưng mà tiền phí vận chuyển thì anh Phi sẽ lo hết, các bạn yên tâm. Còn cái này thì cũng sẽ có dây.
theo đúng cái cam kết của anh Huy tại cửa hàng thì cái con này sẽ được tặng 4 dây và một cái móc khóa vô vô. Dragon thì nó sẽ là như vậy. Đâu, chờ chút coi. Nó gắn cái đúng rồi con, nó gắn cái nhỏ con đừng gắn cái lớn, nó gắn cái nhỏ lấy cái nhỏ. Cái này nó chỉ gắn được cái lớn nhưng mà chúng đang tìm cái con mà gắn cái này. Chưa vẫn chưa thấy được con gắn cái này, con gắn cái nhỏ vào thôi xanh em. Rồi, con gắn con đó một nhỏ để hồi xanh con. Nào con chơi màu cam trước đúng không? Rồi gắn vô ha. Thôi hả không? Tại vì muốn gỡ ra là con phải dùng cái bình nóng á, còn cái lỗ rồi con chờ nó khô nó nguội. À hai bên hai cái chính xác vậy nó đẹp hơn con, tại vì cái miếng bự không gắn vô được, miếng bự chú đang tìm cái mã vô vô nào có thể gắn được, nhưng mà hình như là nó gắn cho cái con 677241 á, cái con sói á, con sói mà bằng nhựa cái bảng mà gắn, nó có cái nút gắn á. Rồi con cứ đi chơi vui ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta nha. Rồi đem anh tím đây, trời ơi anh Phi mới quăng ở đây đó ha. Đây ha, cái gốc máy này thì nó sẽ không cho chúng ta một cái ánh sáng đẹp, cái ánh sáng từ ngoài vô nó sẽ đẹp hơn. Nó đang bị công slay ha các bạn ha, các bạn đang bị công slay ý ngoài sáng hơn ha. Anh Phi có thể dùng tay để che lại ánh sáng bớt ở ngoài thì ở đây nó sẽ đẹp hơn. Nó khá là đẹp thì cái bộ phụ kiện của nó sẽ gồm có hai cái nút chơi ngang và một cái nút chơi trên đầu ngón tay nha. Cái bộ phụ kiện nút chơi trên đầu ngón tay hiện nay nó có một nút nhỏ chơi ngang, một nút chơi trên đầu ngón tay nhỏ và một nút chơi trên đầu ngón tay lớn. Qua cái cuộc trao đổi nãy giờ của anh Phi với Cường thì các bạn biết nó có một cái nút lớn và nó không gắn dừa vô các cái con này, tại vì cái dành nó lớn quá. Anh Phi đang tìm cái con mà anh Phi nghi ngờ là nó gắn vào cái con 677241, nhưng mà cái con 677241 nó lại là dòng Placentin 6, nó ra đời sau cái bộ phụ kiện. Thì cái bộ phụ kiện này nó phải gắn vào được cái con nào đó của Placentin 5. Nhưng mà anh Phi vẫn chưa tìm ra được, các bạn có thông tin thì các bạn cho anh thông tin nha. Và anh Phi cũng thay mặt các bạn sẽ cảm ơn bạn, các bạn nếu Diamond tím mắc lắm, nó không đến nỗi mắc lắm so với cái giá trị nó mang lại đâu Pandora. 599k là rẻ rồi đó, 599k là rẻ rồi, giá hiện tại không thể có giá đó luôn. Anh Phi về giá của anh Phi đã cao hơn cái đó rồi, anh Phi đang mang bán cái này với giá chia sẻ. Anh Phi bán giá chia sẻ để anh chị, để anh Phi thu hồi cái tiền này lại để anh Phi đi tìm một cái nguồn khác nó rẻ hơn. Ngon mà ngày xưa con chơi nó ngon lắm, đúng chính xác. Ngày xưa nó bằng giá với lại con thần hộ cấp 6 Platinum 5, nó khoảng 400 mấy thôi, nó không thể nào lên giá này được. Nhưng mà bây giờ nó đang giống như là đang hiếm dần và nó không sản xuất nữa. Và ngày xưa anh Phi có nghe một cái thông tin của cái con này. Con này nó chính là một cái thiết kế của một cái bạn vô địch cái thời gian đó đó. Vô địch cái giải quốc tế á nha, mà thế giới hay là cái giải châu Á đó, Bình Dương gì đó, là cái bạn người Nhật họ thiết kế ra con này. Rồi họ mới đưa cái thiết kế này cho bên sản xuất, và từ sản xuất họ sản xuất ra con này. Và bên Audi họ mới lấy cái con này vào để làm cho con Diamond tím. Những thiết kế này có thể là từ phía bên ngoài nha các bạn nhé, chứ không hẳn là của Audi họ thiết kế không đâu nha. Cái đó là cái chuyện câu chuyện kinh doanh, chúng ta sẽ làm sao đi. Và anh Phi sẽ đưa cái này qua một bên này. Ở đây nó có những cái con số là hôm qua anh Phi tính toán cái số lượng hàng vào của cái con 2A ly hợp đó các bạn, màu đỏ với lại màu xanh đó. Anh Phi tính số lượng để anh Phi làm cái tem cho hợp lý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại câu chuyện đóng và test hàng nha các bạn. Anh Phi sẽ xin phép anh Phi làm sớm để cái đơn này hồi nãy cái anh bên giao hàng tiết kiệm anh ghé lấy mà anh Phi chưa kịp đóng nè. Cho em coi hai mẫu đi anh. Cho em xem thần hổ 1A. Thần hổ 1A là ở đây. Đó. Cho em xem hai mẫu đi anh. Hai mẫu gì Gunpla Hobby? Em coi đã hai mẫu gì. Em viết lại giùm anh cái comment để anh coi cái. Có 2A không anh? Đây 2A. Rồi đây 2A nữa nè. Đây 2A ha, đó. Cho em coi mẫu số 6 đi anh. Mẫu số 6 hả? Anh Phi đang đóng hàng mà tụi em coi mẫu kiểu này là anh Phi sẽ không đóng kịp. Mẫu số 6 là con màu vàng nè. Nè nó nè. Nó là 2A ly hợp nhé. Nó là 2A ly hợp. Qua 84 mua đi anh em. Ok em cứ qua bên đó nha. Qua 84 là gặp anh Dũng nha. 84 store. Tụi em cứ mua ở bên đó, ở bên đó thì họ sẽ phục vụ cho cái nhóm các bạn vô nó tương đối ở trình độ cao hơn một chút xíu. Các bạn có thể qua bên đó để học hỏi thêm ở bên đó cũng được nha.
Thanh Sơn chắc có thể là fan hâm mộ bên đó ha, em cứ ghé bên đó em mua bên đó. Bên đó sẽ phục vụ tốt cho các bạn ở tầm cao nhé. Họ sẽ có một cái đội ngũ để họ hướng dẫn. Mặc dù là trong cái quá trình hướng dẫn đôi khi có những cái câu chuyện nó mang cái tính chất nó hơi lạ lạ chút xíu, nhưng mà các bạn qua bên đó các bạn học nó sẽ giỏi hơn nhé. Còn ở bên này chỉ phục vụ cho người mới thôi nhé Thanh Sơn nhé. Mẫu 6 đây, mẫu 6 đây, mẫu số 6 là mẫu này đó, con này ha, đem mình tím ngon hơn đem mình xanh, chính xác, xanh mà nó phân xanh lá xanh dương nữa, xanh dương ngon hơn xanh lá. Trước em mua anh từ lớp 4, lớp 5, nay em lớp 11 rồi, nhìn lại thấy là cảm ơn em VUS. Em lớp 11 là năm nay lên 11 hay là lớp 11 lên 12? Nếu mà năm nay lên 11 thì em lớn hơn con anh Phi 1 tuổi. Chắc có thể là ngày xưa cũng có sinh hoạt chung các cái câu lạc bộ về Nado ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua góc máy một chút xíu để anh Phi thử cái con này, con màu vàng nhé, con màu vàng. Ha, nó là như vậy đó các bạn. Đây, đây. Màu vàng này đó là 2A liên hợp nhé, 2A liên hợp. Các bạn chơi 2A bình thường, xuống rồi lên. Còn nếu mà các bạn quăng mạnh ra nó sẽ đứng gió như thế này. Quăng mạnh ra nó sẽ đứng gió như thế này. Xe mô hình anh Phi có nhưng mà không có những cái dòng quá đặc thù. Anh Phi hiện nay xe mô hình thì anh Phi chỉ có những cái dòng như là ô tô rồi thôi, và những cái mẫu xe công trình. Anh Phi thì không có đầu tư nhiều về vấn đề xe mô hình hiện nay, tại vì cửa hàng Abo nó cũng nhỏ lắm các bạn nha. Rồi thôi thì anh Phi sẽ qua nha, để anh Phi tập trung cho phần đóng hàng, nhất là cái đơn của bên TikTok. Anh shipper anh đã ghé một lần buổi sáng rồi các bạn, anh đi ngang anh ghé anh lấy ra mà không có hàng. Anh này anh Phi cho qua nhé, chút xíu nữa chúng ta tính toán sau về mặt tracking. Clip của anh Phi, like của anh Phi vẫn chia sẻ nhiều về vấn đề là đóng hàng để gửi đi. Chia sẻ nhiều cái câu chuyện là review sản phẩm các bạn, cho nên đôi khi anh Phi không phục vụ các bạn kịp và không phục vụ các bạn theo hướng review cận cảnh sản phẩm thì mong các bạn thông cảm đó. Với lại các bạn nói thẳng ai cũng bán hàng hết, cho nên các bạn có lên có lịch sự thì chat riêng với nhau, giống như cái bạn Thanh Sơn hồi nãy muốn kêu gọi ai đó qua 84, muốn kêu gọi đó ai qua Vũng Tàu mua thì cứ kêu gọi, nhưng mà chat riêng với nhau trên cái chat này, trên cái like này. Anh Phi làm hàng của anh Phi và anh Phi cũng bán hàng của anh Phi, để anh Phi tìm được một cái nguồn lãi nhất định để anh Phi nuôi cái dịch vụ của mình, và anh Phi duy trì cái việc mà tái đầu tư lại các cái trang thiết bị. Cái việc em kêu gọi như vậy là đúng chứ cũng không sai, nhưng mà thật sự người lịch sự và có học thì không làm như vậy em nhé anh Sơn. Anh thẳng thắn với em luôn. Nếu anh là người có học và anh là người lịch sự, anh lên like anh không có kêu gọi kiểu đó. Đơn giản nếu nó có phù hợp hay nếu nó có không phù hợp, chúng ta sẽ chat riêng với nhau nhé. Điều đó là cái điều mà không dành cho những bạn có học làm như vậy. Rồi anh Phi quay trở lại đi. 300k mua được con Yoyo nào hay không? 300k là mua được con ngon luôn á. 300k em có thể mua được những cái con như là 676111, 676112, 676252, ở xin lỗi 205, 676108, 676108A. Đó đều là những con ngon, và bộ quà tặng của nó là 5 món nha các bạn. 4 dây, 1 móc khóa Yoyo, 1 bao tay, 1 bạch đạn và 1 cây tháo nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ làm cái hộp cho cái đơn bên TikTok nhé. Đấy. Anh Phi vẫn luôn làm bằng cái hộp này các bạn. Các bạn có nói nó không đẹp chút xíu cũng không sao. Bởi vì sao? Bởi vì nó tái chế, anh Phi tái chế từ những cái thùng bia như thế này nha các bạn. Anh Phi đang đi tìm cây dao của mình. Anh Phi có cái dao có cái lưỡi dài để anh Phi cắt cái hộp này. Anh Phi sẽ đưa ra ngoài một chút xíu nha. Tại vì cái lưỡi dao này đút vô thì anh Phi đã bị TikTok họ cảnh báo nhiều lần rồi. Cảnh báo anh Phi rất là nhiều lần về những cái lưỡi dao như thế này, những cái mũi nhọn, nó không có phù hợp trên live. Quay dàn xe mô hình cho em xem, không quay được em, anh Phi đang đóng hàng ở đây. Nếu mà anh Phi kết like rồi thì anh Phi sẽ làm yêu cầu cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì anh Phi đang ưu tiên cho những bạn đã đặt hàng. Các bạn đã đặt hàng rồi thì anh Phi sẽ ưu tiên làm những cái đơn này của các bạn hơn. Không phải anh xem thường các bạn, mà không phải. Tất cả mọi người đều có một cái khoảng thời gian nhất định của họ, và họ sẽ chọn một cái phương pháp và một cái hướng đi. Cái hướng đi của anh Phi hiện nay là like đóng hàng, và anh Phi sẽ ưu tiên like những cái món mà các bạn đã đặt và anh Phi đã đang làm đơn cho các bạn. Nói chung là cái quá trình của anh Phi là like làm đơn.
Còn phần còn lại sau khi kết like, các bạn muốn gì thì anh Phi sẽ phục vụ các bạn ở những cái giai đoạn cuối nhé. Cái việc like đóng hàng này có thể nó sẽ không có hấp dẫn được người xem như là cái like sản phẩm. Bởi vì like sản phẩm, các bạn đưa sản phẩm ra, các bạn giới thiệu về nó, rồi có những cái người mẫu chơi những cái sản phẩm mẫu như thế này thì rất là hay. Nhưng mà bù lại là nó sẽ phải có một cái không gian kính, nó phải được set up trong phòng, hoặc là nó sẽ phải có những cái người mẫu chơi vô. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh Phi vẫn chưa tuyển được động tác viên thực sự để phát triển cái mảng vô này các bạn. Các bạn vẫn là một cái gì đó nó rất là xa lạ với anh Phi. Từ cái cách nói chuyện cho tới cái cung cách xử lý những cái tình huống. Đôi khi các bạn trẻ quá nhưng mà đứng ở vai trò phục vụ khách hàng thì nó lại rất là khác biệt so cho cái câu chuyện biểu diễn. Chẳng hạn các bạn biểu diễn, các bạn là nghệ sĩ, các bạn muốn xử lý như thế nào đó cho gọi là cho khách, cái người xem cũng được. Các bạn hơi cao ngạo chút xíu, hơi ngước mặt chút xíu cũng không sao. Nhưng chúng ta đứng ở người phục vụ thì chúng ta sẽ phải khác biệt nhé. Chúng ta sẽ phải khác biệt, rất rất khác biệt nữa là khác. Cho nên anh Phi vẫn chưa tìm được cái con người như vậy để có thể hỗ trợ anh Phi để phát triển cái mảng yoyo này, cái mảng yoyo bình dân này, trung bình bình dân này nhé. Để làm được điều này thì nó khó, nó tìm con người thực sự khó luôn đó các bạn nhé. Anh Phi tìm những con người để hỗ trợ anh Phi trong giai đoạn này thực sự khó. Có thể là anh Phi yêu cầu quá cao về mặt tâm lý bán hàng chẳng hạn vậy ha. Một cái nhân vật chơi vô bình thường thì nó dễ là các bạn tới này cứ quăng thôi, em quăng cho anh cái này, em quăng cho anh cái kia. Thần rồng sư phụ kim loại cũng đang trên đường về. Anh Phi không hiểu tại sao, chuyện gì đang xảy ra ở thị trường nội địa Trung Quốc thì anh Phi không biết. Rõ ràng là cái đơn diamond tím này, rõ ràng là cái đơn thần hộ cấp 6 platinum 5 là anh đặt sao. Cái đơn Raycon ngày hôm qua anh Phi có làm hàng là anh Phi cũng đặt sao luôn. Và cái đơn mấy cái con mà 2A ly hợp này nè, hồi hôm qua anh Phi có up mấy cái đoạn clip lên để tổng kết nguồn hàng thì anh Phi cũng đặt sao luôn. Những con đặt trước, những đơn đặt trước thì hiện nay lại chưa về. Anh Phi không biết là cái vùng miền ở bên đó như thế nào, tại vì nói về xét về lãnh thổ, Trung Quốc lớn hơn Việt Nam rất là nhiều nha, lớn hơn Việt Nam rất rất nhiều. Và cái việc chuyển hàng từ bên đó, tuy rằng chúng ta nói là trong nội địa Trung Quốc, nhưng thật sự xét về quy mô là nó lớn hơn Việt Nam rất là nhiều. Ở một cái tầm nào đó là xuyên quốc gia, nếu tính Trung Quốc mỗi tỉnh nó là một quốc gia riêng. Cho nên cái chuyện mà chuyển hàng từ shop này đi qua shop kia hay về tới kho để chuyển hàng về cho anh Phi, đôi khi nó sẽ có một sự chậm trễ nhất định của nó. Em tát anh vô mô hình kia anh nhập hàng được không? Không em. Làm gì có câu chuyện mà anh Phi đứng tự nhập một cái món hàng nào đó các bạn. Các bạn đâu có hiểu cái cách nhập hàng. Chẳng hạn như anh Phi về ba con thế này, làm sao có được cái giá cạnh tranh. Rồi các bạn lại báo anh Phi là bán giá mắc thế này, rồi bán giá mắc thế nọ. Đó, giống như câu chuyện anh Phi thuyết phục các bạn rồi đó. Anh Phi nói không được, đem anh đem về rất là đắt. Có một số bạn lại nhắn tin cho anh Phi là anh cứ đem về đi, giá nào em cũng mua. Thì bây giờ anh Phi đang up lên, anh Phi xem coi các bạn giá nào em cũng mua đó chạy đi đâu rồi nhé. Các bạn đã chạy đi đâu rồi, hay là bản thân các bạn đã mua được rồi, thì anh Phi cũng không dám suy nghĩ. Nhưng mà anh Phi đem về để chia sẻ cùng với các bạn là như vậy. Đây chỉ mang tính là chia sẻ. Còn em tát anh vô mô hình nào đó để yêu cầu anh Phi nhập về thì cái đó về cơ bản được chứ không phải không được nha. Với hệ thống gom hàng hiện nay mà anh Phi biết được thì được hết á. Vấn đề còn lại là tiền như thế nào thôi. Em tát anh vô với giá trên web mà em đòi trả tiền giá trên web luôn là không được. Nó có một cái hệ thống mua hàng và nó có một cái hệ thống phí mà các bạn phải chịu. Mà thông thường thì các bạn nhân cho 1.3 cho tới 1.5 nó sẽ ra nhé. 1.3 cho tới 1.5 nó sẽ ra cái giá mà các bạn sẽ nắm trong tay. Bởi vì sao? Bởi vì nó có nhiều điều lắm nha. Chẳng hạn em tát vô rồi để cái shop nó mua hộ. Nó mua hộ thì nó cần cái gì? Phí đi mua. Cái thứ hai, phí chuyển hàng quốc tế và nội địa. Cái thứ ba là cái gì? Phí bể vỡ. Tại vì đơn giản hàng chuyển về nếu có bể vỡ sao mà giao được cho các bạn. Mà để bể vỡ kiểu đó nó sẽ thu phí đó. Đủ thứ chuyện phí trên đời. Cho nên tốt nhất anh khuyên em tự mua trực tiếp nếu biết được ha. Cái link đó ở quốc tế là link nào thì cứ mua trực tiếp và thanh toán trực tiếp với bên đó. Còn không biết cách thanh toán trực tiếp thì nhờ
bạn bè hay nhờ cô chú bác gì đó có PayPal á, ha, có PayPal thanh toán trực tiếp cho người ta, rồi chỉ có vậy thôi. Còn nếu em có thẻ thanh toán quốc tế thì cứ thanh toán cho người ta, nhưng anh báo với em rằng coi chừng em sẽ phải hối hận, bởi vì anh Phi đã thử mua ở Alibaba rồi, cái phí thanh toán quốc tế của cái thẻ nó khủng khiếp lắm các bạn. Anh chuyển có 2,6 triệu thôi mà nó thu anh tới 3,5 triệu, cái phần còn lại là trên lệch thanh toán á, khủng khiếp chưa. Để sinh nhật em mua được xong, em sinh nhật em được gì dẫn đi. Em muốn mua lúc nào mà không được, anh Phi mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Rồi vô đi con, cái gì? À rồi, con cứ lượn vòng ha, anh Nam mở đèn cho em đi. Rồi, bây giờ con này anh Phi sẽ cho qua một bên ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ... À, con thích xe đó hả? Trời ơi, dễ mà, nguyên một hộp luôn, 5-6 chiếc xe luôn. Rồi, bây giờ chúng ta làm tới con này nha. Nhưng mà anh Phi làm cái hộp trước cho nó đi. Rồi, quét tính tiền đi Nam ơi. Rồi, con để đó đó đi, con đi ra đằng sau đi. Rồi, các bạn tiếp tục nhé. Cái gì đó anh Phi sẽ trao đổi thẳng thắn với các bạn để đỡ mất thời gian. Anh Phi cũng không thuộc tiếp cái tiếp gọi là nhây nhưa hay là lắng ngoắng hay trả lời vòng vòng đâu các bạn ha. Anh Phi cần gì, các bạn cần gì thì cứ hỏi. Anh Phi trả lời được thì anh Phi trả lời. Với góc độ là một người làm hàng, một người bán hàng và một người cung cấp dịch vụ, anh Phi sẽ trả lời thẳng thắn cho các bạn để các bạn nắm rõ được vấn đề. Anh Phi không có vì bán hàng cho các bạn mà anh Phi trả lời vòng vòng để các bạn bị mất phương hướng đâu. Cái điều đó là cái điều mà anh Phi thích. Giống như anh Phi đi mua hàng vậy đó, giống như anh Phi đi nhận cái dịch vụ người ta cung cấp vậy đó. Anh Phi hỏi thẳng và hỏi rất là rõ. Trong cái buổi tọa đàm đó, trong cái hội nghị đó, em đang muốn cung cấp cái gì? Anh muốn đi rõ vào vấn đề và anh muốn đỡ mất thời gian, em nói rõ rồi nội dung nó như thế nào cho phù hợp với anh hay không. Nếu phù hợp thì anh sẵn sàng dành thời gian để tới tham dự hội nghị. Còn nếu không phù hợp thì anh thôi, anh hẹn đợt sau đi. Đó. Thì có một số bạn thẳng thắn với anh Phi thì anh Phi rất là thích, anh Phi sẽ giữ mối quan hệ đó để sau này tiếp tục. Anh ơi, cái buổi hội đàm này theo em thấy là chắc không phù hợp với anh. Bởi vì họ sẽ nói về những vấn đề chung trong vấn đề về livestream hoặc là bán hàng trong thế hệ mới. Anh nên dành thời gian cho buổi tọa đàm sau của bên em. Thì ok, anh sẽ giữ mối quan hệ. Còn bạn nào mà anh ơi anh cứ tới đi, chắc chắn anh sẽ thấy thích bên em. Chắc chắn bên em sẽ mang điều gì đến cho anh. Rồi anh cũng sẵn sàng, anh Phi cũng sẵn sàng dành thời gian để đi tới. Nhưng trong 15 phút đầu anh Phi sẽ đánh giá nhanh gọn lẹ là xem cái buổi tọa đàm đó nó đang đi cái gì. Nếu không phù hợp là anh Phi đi về ngay tức khắc. Tại anh Phi không muốn tốn thời gian cho những cái câu chuyện đó. Giống như cái câu chuyện về các cái câu lạc bộ yo-yo vậy đó. Anh Phi là người làm về đồ chơi thì chắc chắn anh Phi sẽ muốn phát triển về các cái đội nhóm đó. Nhưng để tiếp cận về các cái nhóm yo-yo của thành phố Hồ Chí Minh ở cái tầm mà gọi là chuyên môn cao á. Chị đọc giùm em nguyên số ạ. Cảm ơn liền hả con ha. Còn đợi bà nhắc nữa, mai mốt bà cho nhiều hơn để bà tập cho con đó là cảm ơn cho quen phải không. Rồi, anh Vy đã làm cái hộp xong ha. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần test sản phẩm mà cho vô nữa là xong. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện dở dang. Rồi, vô luôn đi con gái.
khu nữ á Nam ơi, mở đèn khu nữ chứ con. Em có thể em ra tới khu nữ. Dạ giữ, giữ liền. Rồi. Bà chạy xe xong rồi đó, bà chở xe xong đó. Rồi, từ từ. Xe của bà rất là nặng con, dòng quét ba là nó nặng khủng khiếp đó. Xe đó là chú Kim không nổi luôn á. Ông chứ hả, đi xuống với bằng ông. Đúng không? À, con vô làm sao đi con? Con vô làm sao đi? Đồ nữ làm sao nhiều? Rồi, chú Phi trở lại bên S. Hồi hôm qua có mưa không? Có, em mưa lớn luôn, mưa từ chiều cho tới tối. Mưa mà chuyển từ ăn cơm qua ăn cháo luôn á. Bởi vì sao? Bởi vì buôn bán mà mưa là không có khách, hoặc khách có thì lại cũng lai rai thôi. Mà nếu mà khách lai rai kiểu đó mà cái ngành buôn bán với nhau họ hay nói vui á là không có cháo mà ăn. Cái cách đó là vậy ha các bạn ha. Rồi anh Phi không nói nhiều thêm về các câu lạc bộ Yoyo nữa, nhưng mà anh Phi chỉ tâm sự ở một cái góc độ cái người mà đã vô độ tuổi nó gọi là U50 á, anh Phi 43 thì gọi là U50, thì anh Phi cũng đã từng trải qua nhiều việc và từng trải qua các cái nhóm về quản lý rồi. Thì trên tinh thần là một người truyền đạt thì các bạn nên gần gũi nhẹ nhàng, và trên tinh thần là người chia sẻ và đi mở đường cho các cái nhóm Yoyo, các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần rằng là có những người chưa biết chơi Yoyo sẽ hỏi các bạn, có những người đã biết chơi Yoyo hỏi các bạn, có những người đã biết chơi Yoyo nhưng kiến thức của họ đang bị lệch về Yoyo họ hỏi các bạn. Thì trên cơ sở là một người truyền đạt và dẫn đường cho những nhóm Yoyo, các bạn phải trên cơ sở là vui vẻ, các bạn phải trên cơ sở là nhiệt tình để các bạn chia sẻ. Cho dù các bạn đang có tập những cái chiêu khó, đang có gặp những cái rút mắt gì, nếu người ta đến hỏi các bạn cũng phải vui vẻ, nên vui vẻ để các bạn giải đáp. Còn nếu các bạn chưa chuẩn bị tinh thần đó thì hãy đừng bước ra ngoài ha, đừng bước ra ngoài. Tại vì khi các bạn bước ra ngoài, các bạn sẽ làm cái hình tượng của một cái nhóm nào đó, một cái tinh thần nào đó nó chưa đẹp nha. Các bạn đừng đừng suy nghĩ rằng là phải là cầm một con vài triệu trên tay mới là chơi Yoyo. Đây anh Phi cầm con trăm mấy, anh Phi vẫn chơi vậy thôi. Đó, thấy không, đơn giản đó. Mà con này là chơi ngon nữa, con này là hai dòng, hai chức năng nữa các bạn. Các bạn có thể bấm để chuyển, tại vì phía trong này nó có một cái pad ở trong này để nó chuyển thành con 2A nhé. Anh Phi không cổ suý cho cái chuyện nhóm mới hay nhóm cũ, nhưng các nhóm cũ cũng nên đứng ở vai trò là mình cũng từng là người mới, để chúng ta chơi như thế nào. Vậy thì người mới hiện nay sẽ được hướng dẫn như thế nào và chia sẻ như thế nào. 40 hả con, giảm 2.000. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quăng cái này ra nhé. Đây, này là đang qua chuyển độ 2A đây. Nó vẫn là nhảy dây nha các bạn nhé. Nó vẫn là nhảy dây. Ở đây, Audi nó sẽ có những cái khác biệt một chút xíu trong cái dòng Yoyo. Nó vẫn là một dòng Yoyo dành cho các bạn nhỏ và các bạn trẻ, cho nên nó phát triển ra nhiều thứ hơn những cái Yoyo dành cho người lớn. Người lớn chơi thì chú trọng vào mặt kỹ thuật, chú trọng vào mặt thiết kế, chú trọng vào mặt màu sắc. Nhưng mà trẻ nhỏ chơi thì chú trọng vào mặt nhân vật nha. Và những cái bổ sung thêm, nó giống như là con quay ngày xưa các bạn, họ sẽ bổ sung thêm cho các bạn cái này, bổ sung thêm cho các bạn cái nọ, nâng cấp thêm cái này, nâng cấp thêm cái nọ. Các bạn sẽ cảm thấy thích thú hơn khi chơi. Và cái niềm thích thú đó là một cái loại thuốc tăng lực rất là hiệu quả cho cái quá trình nuôi dưỡng cái đam mê nha. Các bạn đam mê phải được nuôi dưỡng. Các bạn đừng có nói với anh Huy rằng là có một chiêu các bạn tập hoài mà các bạn vẫn yêu, tập hoài mà chơi không được mà các bạn vẫn yêu Yoyo. Không có câu chuyện đó đâu nha. Các bạn sẽ phải được hài hòa bởi cái câu chuyện là tôi tập được cái gì rồi trong cái quá trình đó ha, tôi tự tập được cái gì, tôi tự học được cái gì, và ai đang chỉ dạy cho tôi điều gì. Và từ qua cái chuyện đó nó mới nuôi dưỡng được cái niềm đam mê và các bạn tiếp tục. Chứ đừng nói với anh Huy là từ năm này qua tháng nọ các bạn tập chỉ có cái chiêu mà gọi là DNA mà tập hoài tẩm xong rồi mà các bạn vẫn yêu thích Yoyo. Không có câu chuyện đó đâu. Cứ mỗi ngày các bạn tập được nhiều hơn. Còn nói về cái chuyện tập, không, dừng lại chút xíu nói nhiều qua. Nè, anh Phi bỏ vô đây ha. Nói về cái chuyện tập thì các bạn có thể tập được nhiều chỗ lắm nha. Các bạn chơi với anh Phi thời gian, các bạn mua hàng anh Phi thời gian tự động, các bạn cũng sẽ chuyển qua một cái nhóm khác à. Tại vì cái anh Phi chỉ phục vụ cho những bạn mà mới chơi và là cơ bản thôi. Các bạn muốn nâng cao hơn thì các bạn phải tìm những cái nhóm cao hơn.
mà giống như hồi nãy có một bạn gì đó à, qua 84 đi. Ok, 84 là một nhóm ok ha, 84 là một nhóm cực kỳ ok bên đó. Nhưng các bạn thử cầm một cái con Yoyo bình dân mà quấn dây còn chưa biết nữa, các bạn qua bên đó thử coi người ta phục vụ, người ta hỗ trợ các bạn như thế nào nha. Và nếu có, anh cũng mong là họ thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái thái độ để họ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn, nồng nhiệt hơn nhé. Và hơn ai hết, các bạn thử mua hàng của cửa hàng khác mà đem qua bển cho họ hướng dẫn xem coi họ hướng dẫn các bạn như thế nào nha. À, đừng có ngây thơ đến mức độ đó, các bạn đừng có ngây thơ đến mức độ như vậy nha. À, các bạn trừ khi các bạn lên TikTok hay các bạn lên một cái sàn trang nào đó các bạn xem, với điều kiện là người ta up những cái clip đó lên, nó được tài trợ quảng cáo, hay là họ sẽ trở thành nổi tiếng nếu các bạn follow họ nhiều, thì họ sẽ chỉ cho các bạn tới nơi tới chốn. Nhưng với cái góc độ là chỉ tổng thể chứ không có đi sâu vào phần chi tiết đâu. Các bạn muốn đi sâu vào phần chi tiết mà gọi là cầm tay chỉ việc là khác biệt lắm nha. Rồi, ủa sao mình mua Yoyo mà không gắn được dây? Không gắn được dây thì em phải xem cái cách gắn dây của em nha. À, xem lại cái cách gắn dây. À, gắn dây như thế nào và sợi dây nó như thế nào. Chút xíu nữa anh Phi sẽ chia sẻ. Anh Phi sẽ dán cái tem này vô cái đã. Rồi xong mà anh Phi sẽ chia sẻ cho các bạn coi gắn dây như thế nào. Đó các bạn thấy không? Đơn giản là câu chuyện gắn dây nha. À, với các bạn mà chơi rành rồi thì thôi đừng hỏi câu chuyện đó. Ta cười cho đó. Bởi vì sao? Gắn dây là điều đầu tiên mà. Nhưng những bạn mới tiếp cận cái chuyện gắn dây là chuyện bình thường. Mà các bạn thấy anh Phi in nó là giấy gửi hàng nên nó mắc cười không nè méo méo. Cái máy in nó kêu méo méo, nhưng mà chủ yếu là cái mã vạch này nè các bạn. Cái mã vạch này ok là sẽ ok hết đó nha. Cái mã vạch này ok là mọi thông tin nó nằm trong này hết. Nó chỉ là một dãy số thôi các bạn. Quét ra dãy số này nè. Nhưng mà khi quét ra dãy số đó, nó truy cập vào phần mềm là nó sẽ cho ra tất cả các thông tin nhé. Rồi xong. Nó có giá trên đó đó em. Cứ thích con nào thì lôi nó ra coi cái giá trên đó. Rồi xong cái này anh Phi sẽ chỉ em là vô dây ha. Hôm nay anh Phi để cái cây quay ở trên bàn cho nên nó lúc lắc theo cái nhịp của cái bàn luôn nha. Anh Phi sẽ chuyển nó xuống dưới để cho nó đỡ lắc nha. Chờ anh Phi chút xíu. Rồi anh Phi sẽ chuyển nó xuống bàn dưới ghế dưới nè. Đó, anh Phi sẽ mở gốc cái cây. Thấy không chưa? Rồi anh Phi sẽ chỉnh gốc chút xíu. Rồi anh Phi sẽ chỉ các bạn vô dây vô ha. Được chưa? Vô dây vô là một cái điều gì đó nó rất là đơn giản các bạn, nó không có khó khăn gì đâu. Các bạn đừng có lo lắng, những cái này thì anh Phi sẽ hỗ trợ các bạn được. Chỉ có những cái chiêu mà Yoyo mà dữ dằn thôi. À, em hỏi là mua Yoyo về sao không gắn dây vô được. Thì nó sẽ có hai thứ để mà chúng ta quan tâm. Một là Yocondo nó tự hút dây vô là không cần phải nói. Hai là Yoyo không gắn dây vô được. Của em đang nói là gì anh Phi cũng không biết luôn. À, anh Phi chỉ biết được rằng Yoyo nó về là nó là như vậy. Một con rời, dây nó rời như thế này. Nó có một cái đầu để máng vào tay của chúng ta và một cái đầu máng vào Yoyo ha, một cái đầu máng vào Yoyo. Rồi anh Phi sẽ mở nó ra như thế này. Cái đầu máng vào Yoyo này nó thường nó như vậy nè, nó là một cái sợi dây dài, nó cong lại như thế này nè các bạn, nó cong lại như thế này thì nó có cái đầu ở trên này. Các bạn sẽ xoay nó ra như thế nào để tách nó ra được, để móc vào con Yoyo đó. Đây là móc vào con Yoyo đó, đơn giản chưa. Nó móc vô buông dây ra không, đây là thao tác vô dây Yoyo. Còn chuyện Yoyo của em là em ủa như thế nào thì anh Phi không biết, mà gắn dây vô của em không được như thế nào anh Phi cũng không biết luôn. Cái tình trạng không gắn dây Yoyo được thì nó có nhiều lắm. Một là con Yoyo của em nó bị hư gì đó chỗ này, nó không còn cái giữa chỗ này. À, vô đi con. Hai là sợi dây của em nó bị đứt ha, nó đứt theo cái kiểu là cắt ra luôn, nó mất đi cái dòng xoắn chỗ này. À, còn nếu mà bình thường nó sẽ là như thế này. Còn nếu mà dây mà gắn vô không được do nó bị hư dây gì đó thì thay dây thôi ha, đơn giản. Rồi quấn giữ ngón cái nè ha, giữ cái cọng dây đây và quấn thôi. Đơn giản chưa. Rồi ha, cái cách nó sẽ là như vậy. Rồi móc là một cái nút thắt trên tay rồi quăng nó ra thôi. Con này thuộc Yoyo không nhạy dây cho nên nó là khi quăng ra nó sẽ như thế này nha, nó không nhạy dây nhé. Hít nông lên đâu, hít nông lên đâu, các bạn cần làm cái thao tác lên dây nó mới lên nha, cần làm thao tác nó lên dây nó mới lên. Rồi hít. Được chưa? Đơn giản chưa? Cực kỳ đơn giản luôn ha. Rồi, cái góc máy này nó hơi, nó làm cho cái này nó hơi cong xoay một chút xíu ha.
anh chị phi chỉnh góc máy chút xíu nha. Rồi đây xong nhé, cách vô dây nó sẽ là như vậy đó các bạn. À anh phi giải quyết cái tin nhắn này thì 8 cái tin nhắn sao nó đang nằm ở phía sau. À, có bay lấy công an không? À, 84 chơi tiền triệu rồi đúng em, cái dịch vụ của họ là như vậy mà, họ sống nhờ nghề đó mà. Dũng là bán vô vô để sống mà em, cho nên là Dũng phải bán những cái vô vô đó chứ. Vô vô của bên anh Phi chỉ là một mảng trong đồ chơi thôi nhé, nó chỉ là một vài trăm con trong hàng ngàn sản phẩm ở Abo thôi, chứ không phải là anh Phi kinh doanh nó như là một cái nhóm ngành chính. Nhóm ngành chính là giờ này anh mở cái shop vô vô riêng rồi. Baylake anh Phi không có nha, Baylake qua My Kingdom giúp anh Phi. À, cây hai sinh dương hết rồi, làm gì còn, mấy năm nay nó không về em. Cây hai sinh dương nó không về nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ trở lại cái câu chuyện tiếp tục một sản phẩm nữa của Raycon nha. Một sản phẩm nữa của Raycon, mã của nó là 612105. Anh Phi sẽ đọc lại một lần nữa để tránh tình trạng bị nhầm nha. Đã có chuyện nhầm xảy ra trong thời gian qua, nhưng mà cũng may khách anh Phi thương anh Phi, cho nên khách chấp nhận luôn cái màu nhầm đó. Và anh Phi cũng rất 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 cảm ơn bạn, và cũng gửi lời nhắn cho bạn là lần sau có đặt cái đơn nào đó ở trên đời mà dính dáng tới bên anh thì cho anh một cái tin nhắn hoặc là một cái ghi chú đơn hàng. Đừng có nhắn tin ghi chú đơn hàng rằng là à hôm trước anh Phi có gửi nhầm hàng và hứa có tặng quà, thì ghi chú lại anh Phi, anh Phi sẽ gửi quà cho em. Bố thần giáp sĩ hiện nay chỉ còn đúng con màu tím thôi, bản nhỏ và bản lớn nha em. Ma pháp ảo ảnh hả? Ma pháp ảo ảnh đừng tìm nữa, nó không có đâu. Thảo Nam cả, hello em. Anh Phi sẽ kéo lên, anh Phi kê xem những cái bình luận ở trên chút xíu nha. Rồi ok, anh Phi đã giải quyết xong hết cái tình huống cho em rồi. Còn bây giờ thì những sản phẩm về Raycon nha. Raycon thì những cái này trên TikTok thì anh Phi sẽ đăng chung vào một cái mục. Hai cái mã nâng cấp thì anh Phi đăng riêng, nhưng 8-7 cái mã biến hình này thì anh Phi sẽ đăng chung vô một cái mục nha. Thì các bạn cứ vào đó, nếu có muốn đặt hàng thì đặt hàng. Ở TikTok họ cũng đang chạy những chương trình giảm giá, rồi những cái chương trình hỗ trợ ship gì đó cũng hấp dẫn hỗ ha. Các bạn có thể vào đó các bạn xem và các bạn đặt mua đó. Hoặc là nếu các bạn muốn những cái mã nào đó nó khác biệt thì các bạn tìm ở những trang quốc tế giúp anh Phi. Tại vì thực sự ra hàng bây giờ nó cũng hiếm lắm rồi nha, hiếm lắm rồi. Và các dự án mới về đồ chơi, về hoạt hình thì cũng chưa có. Cho nên thôi, chúng ta sẽ ở đây ha. Cái mặt dưới của nó sẽ là một con King Kong nha các bạn nhé. Con King Kong ha. À, con King Kong này làm anh phải nhớ cái bộ phim King Kong quá. À, bộ phim King Kong đời đầu á là cũng là một con King Kong nha. Nhưng mà thường thì nó sẽ cứu những cái nhân vật nữ nhiều hơn là nó cứu những nhân vật nam. Vì điều gì thì anh Phi không biết ha. Rồi bây giờ là cái mặt trên của nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Nó sẽ có một cái miếng ha, một miếng và nó mềm nha, chứ nó không phải cứng như hàng dành cho các bạn lớn đâu nha. À, ván trượt ngón tay này cũng có dòng dành cho người lớn và cũng có một dòng dành cho trẻ em. Ở đây thì nó có một cái cây vít đầu nhọn và cây vít nhỏ để nó mở như cái con ốc ở phía dưới này nè các bạn ha. Thì cái cách nó sẽ là như vậy, anh Phi sẽ không khui nó ra. Bởi vì sao? Bởi vì để cận cảnh và để chơi những cái này thì anh Phi phải mời những chuyên gia chơi về mới khui ra mới hấp dẫn được. Còn anh Phi mà anh Phi cầm trên tay anh Phi nói chuyện nó kiểu mà quơ quơ vòng vòng thì đâu có ý nghĩa gì các bạn. Cái đó cũng chẳng phải gọi là review nữa ha. Đó là chẳng qua là cận cảnh sản phẩm thôi. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ làm một cái hộp cho nó nữa là xong. Cái hộp thì anh Phi sẽ làm sau đi nha. Tại vì cái đơn hàng này thì cũng tới chiều 3-4 giờ anh mới lấy hàng cho nên cũng không có vấn đề gì. À, có con khác không anh? Có em. Em vào cái danh mục hàng hóa trên cái giỏ hàng em xem giùm anh, em kéo xuống. Nó sẽ có những con khác. Anh Phi có 7 mẫu này và hai cái mẫu nâng cấp này. Có vô vô không anh? Một nhà vô vô luôn nha. Và tất cả những cái vô vô mà anh Phi đang chia sẻ với các bạn là nó có trong cái giỏ hàng. Các bạn bấm vào giỏ hàng các bạn xem giúp anh Phi cái nha. Cái nào còn hàng thì nó ghi là còn hàng, cái nào hết hàng nó ghi là hết hàng. Rồi anh Phi sẽ trở lại với câu chuyện của con này. Con này là dòng nâng cấp, nó sẽ có thêm những cái vật dụng để các bạn nâng cấp. Mà thông thường là nó có một cái vật dụng nào đó. Thì hiện nay anh Phi có con này, có con này với hai cái đầu gà vô đây. Và anh Phi có cái con xanh này với hai cái cạnh gà hai bên. Nó đơn giản vậy thôi. Còn các cái mã này thôi đừng tìm nó, không có đâu nha. Anh Phi dân chuyên làm hàng mà anh Phi còn tìm không ra. Và nếu có tìm ra thì anh Phi cũng không dám mua. Tại vì khi có tìm ra mà nó vô cái hàng hiếm mà nhu cầu nó đang lên cao thì giá nó chát ơi là chát nè. Đó là như vậy nha các bạn. Hai cái này nó sẽ kẹp vô. Và tất nhiên nó sẽ phải lật cái dán lại. Thì cái dán đây, dán lật lại nó sẽ như thế này.
nó sẽ có một cái miếng dán trên này nè, các bạn lột cái miếng này keo nó dưới đây, các bạn dán vô đây nha. Ai dán ai khéo tay thì dán ngon, mà ai không khéo tay thì dán nó hơi méo chút xíu cũng chẳng sao. Ở đây nó sẽ có bốn con ốc, nếu thả bốn ốc một đầu ha, thả nó ra là sẽ lấy được cái nguyên cái ụ này ra, nhưng mà đừng có thả nó ra, nên siết chặt vào, nên dùng cái con vít này nè, cái đầu ba ke này nè, các bạn siết cái này chặt tay một chút xíu để cho nó ổn định, sau đó nó muốn thay thì thay bánh thôi ha. Cái cách nó sẽ là như vậy. Và ở đây nó sẽ còn một số cái phụ kiện nữa đây đó, nó cũng không quan trọng lắm, nếu các bạn cẩn thận thì chẳng bao giờ mất những con ốc đó đâu nha. Chỉ sợ là chúng ta không được cẩn thận lắm, không được khéo tay lắm, mà chúng ta tháo ra chúng ta quăng nó vô kẹt vô hốc môi tìm không được, hoặc là bản thân các bạn nhiều khi về chơi rồi quăng những cái con ốc dự phòng nó đâu mất luôn nữa đó ha. Nhiều khi cái hộp này 2-3 ngày quăng đâu đó rồi không có giữ gìn, hay là quăng tầm bậy ở chỗ nào đó rồi bị mẹ giục luôn nữa. Cái nhiều cái câu chuyện này xảy ra lắm các bạn. Anh Phi làm hàng hàng đồ chơi này, tâm lý của các bạn là anh Phi quan sát hàng ngày, thói quen của các bạn là anh phải cập nhật hàng ngày luôn á, anh phải nghe lắng nghe phụ huynh đến mua hàng chia sẻ hàng ngày về cái câu chuyện của các bạn. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hàng thôi, làm hai cái hộp này thì cũng dễ. Rồi bây giờ các bạn muốn anh Phi cho các bạn xem những hộp hàng nè, các bạn lên tiếng thì anh Phi sẽ tra cứu, anh Phi cho các bạn xem nhé, xem về sản phẩm nó như thế nào. À, võ thần giáp sĩ thì anh Phi chỉ còn cái mẫu màu tím này, này mẫu màu tím này, đây là con ma pháp ảo ảnh. Anh Phi còn cả mẫu tiêu chuẩn và mẫu nâng cấp luôn, mẫu nâng cấp thì con nó to hơn nhiều nhé. Đó, đây là ma pháp ảo ảnh, võ thần giáp sĩ thì cũng chỉ còn có nhiêu đây thôi, các bạn đừng cố gắng tìm chi cho nó cực hết á, anh Phi dân trong ngành mà anh Phi tìm còn không ra mà ha. Còn các mẫu yo-yo của anh Phi ở đây, các mẫu yo-yo này đều có hàng tại Abo hết nha, ngay cả con một con nữa, anh Phi còn một con nữa là con màu tím đây, là đều có hàng hết. Và hôm qua thì anh Phi cũng có một số hàng mẫu nữa mang qua cửa hàng rồi, con thần rồng, thần hổ song đấu, hay là sư tử song đấu, hay là có các con khác không anh? Rồi, có con mới là sao Khanh? Khi nào á hả? Mấy em viết mấy em cứ nuốt chữ hoài à, đọc mệt luôn á. Khi nào có con mới? À, con mới nó chỉ ra khi Blazingtwin nó ra phần mới, hoặc các em phải chơi qua những cái hãng mới. Nhưng những hãng mới nó không phù hợp với các em đâu. Chẳng hạn như là ai mà nhắm mà mình sẽ chơi lâu sau này thì họ mới chuyển qua những cái hãng chuyên nghiệp. Tại vì những cái hãng chuyên nghiệp á thì nó không có nhân vật, các bạn không đeo đuổi nhân vật được. Cái đó các bạn sẽ đeo đuổi kỹ thuật của chính mình, các bạn xem mình như là một nhân vật để các bạn hoàn thiện nó hàng ngày, chứ nó các bạn sẽ không có được một cái nhân vật như là của Blazing Team đâu. Mã 5 ngày xưa em mua 100k chơi nhiều quá sướng. Mã 5 là mã nào ta, em đi coi coi. Mã 5 hồi xưa 100k, giờ 99k mà được tặng một cái móc với lại 4 sợi dây nha em nhé. Đó, rồi, cái câu chuyện nó vậy. Mã 5 là mã này nè. Đó, cái con đỏ này. Anh Phi mới ghim lên cho các bạn đó, mã 5 đó. À, có yo-yo gió không anh? Yo-yo gió là sao em? Là đem ra ngoài gió nó thổi cái làm biến màu, biến mất á hả? Yo-yo đứng gió. Đứng gió là như thế này. Đứng gió là tại sao nó đứng gió? Tại vì nó treo trên bạc đạn. Nè, treo trên bạc đạn nè, khi các bạn xoay là nó sẽ xoay nè, thấy không? Khi các bạn xoay là nó sẽ xoay nè. Bởi tại sao? Cái dây nó treo trên bạc đạn, còn hai cái nắp yo-yo này nó sẽ neo vào cái ở cái lường trong của cái bạc đạn. Ha, đây anh Phi sẽ mở ra cho các bạn xem để các bạn hiểu hơn về vấn đề nè, bạc đạn xoay nè. Thấy không? Bạc đạn xoay nè. Cái dây nó sẽ treo trên vòng ngoài này, còn hai mảnh yo-yo thì nó neo trong vòng trong, và trong với ngoài nó quay độc lập được là do những viên bi nó xoay vòng hai bên nè, những viên bi trong này. Cho nên nó sẽ xoay độc lập giữa hai phần với nhau được nha. Rồi vì vậy cho nên khi quăng ra, sợi dây nó treo cái bạc đạn, còn cái yo-yo thì nó neo vô cái phần trong, cho nên nó quay độc lập với nhau, và nó sẽ xảy ra tình trạng là nó không bị đứng lại. Cái nguyên tắc này là một nguyên tắc gọi là nguyên tắc rồng rọc nha. Nguyên tắc rồng rọc, nó như một cái rồng rọc vậy các bạn nha. Nó như một cái rồng rọc. Và nếu một ngày nào đó rảnh, các bạn lấy cái yo-yo này các bạn làm cái rồng rọc cũng được nha. Bằng cách là các bạn cho cái sợi dây. Dạ không có, dây lắp ráp Elsa hả? Ủa chờ em coi nó còn không? Không, cái này không có rồi, nó hợp nó hơi lớn. Rồi vậy thôi Nam ơi, thôi Nam. Đừng đem ra con. Tại vì bạn đem ra là bạn đòi. Rồi đây nè, nguyên tắc rồng rọc nè.
ha. Đó, hoặc là anh Phi sẽ thử cho bạn. Rồi ha, đây nè, chờ xíu đem Phi đi lấy đồ cho bạn nhỏ. Bạn đang chọn Elsa, anh Phi đang đi phục vụ Elsa và các bạn nhé. Mà không có Elsa. Không có Elsa. Thần Đồng sư phụ chưa về nha Long Ma Bắc Giang. Con mới đi du lịch ở Đà Lạt. À Finhop hả? Finhop là nó cái tiệt chủng lâu rồi con. Finhop con mua được là nhanh là may mắn lắm á. Khoan mới khang để máy dạy muối chị cái hả? Finhop mà mua được là rất là may mắn. Đồ, rồi chúng ta đang nói tới chuyện đứng gió phải không? Nè do đây nè, đó nguyên tắc rồng rọc nè, khi các bạn kéo là cái bạc đạn nó sẽ di chuyển thấy không? Đó, lúc này là cái hai cái nắp ngoài nó đứng không? Và cái dây nó vẫn di chuyển được, nó kéo con này, cho nên đây là một cái nguyên tắc quay hai phần. Phần trong và phần ngoài của rồng rọc. Và đó cũng là cái chúng ta đang giải thích cho cái đứng gió của Yuyu, đó là như vậy thôi. Và muốn nó không đứng gió thì cũng dễ lắm, gỡ bạc đạn ra là nó không đứng gió thôi. Gỡ bạc đạn ra là nó tự xoay mà nó sẽ không đứng gió nhé. Rồi, cái câu chuyện đó là như vậy. Rồi con ra sao con mở đèn khu Lego với lại khu lắp ráp chứ, khu lắp ráp với lại khu ấy giùm ba. Khu búp bê luôn mở cho em lựa. Rồi, bây giờ thì chúng ta quăng ra nè. Thấy không? Nó đứng gió nè. Đây là gọi là đứng gió nha. Đó, đây đứng gió. Các bạn hỏi có Yuyu đứng gió không thì đa phần là Yuyu sẽ đứng gió được. Chỉ có vô Quindo nó tự thu dây ra cho nên nó không đứng gió thôi. Đa phần 99.9% Yuyu sẽ đứng gió. Còn 1% còn lại là cái gì? Là nó do nó là 2A ly hợp ha. 2A ly hợp khi các bạn quăng nhẹ thì nó sẽ không đứng gió. Các bạn quăng nhẹ là cái ly hợp nó không thả ra để nó đứng gió nè. Nó sẽ tự hút lên nha. Còn nếu các bạn quăng mạnh là nó đứng gió. Được chưa? Giải quyết cái phần đứng gió như thế này được rồi ha. Rồi, còn Yuyu Finhop thì nó thuộc cái dòng Yuyu, nó
bình dân hơn cả Yoyo Audi nè các bạn nhé. Nhưng mà nó trên dòng hàng chợ, nó trên dòng hàng chợ và nó dưới Audi. Vinhub thì ngày xưa bán nhiều lắm các bạn. Vinhub thì cái giai đoạn Platinum 5 á, bán nhiều. Cái thời đó thì anh Phi thấy nó sản xuất cũng còn nhiều, nhưng mà sau này thì thấy mất tiêu luôn à. Vinhub thì sau này thấy mất tiêu luôn. Du lịch ở Đà Lạt thì nếu em có mua được ở một cái tiệm đồ chơi nào đó thì ngay cái khu rạp hát cái gì, cái rạp chiếu phim của nó đó, nó có mấy tiệm ngang hông đó. Còn những cái mấy tiệm khác thì anh Phi không rành. Hoặc là các bạn có thể đi ở bên đường Phan Đình Phùng cũng có một vài tiệm. Nói về Đà Lạt thì anh Phi cũng biết nhiều về Đà Lạt. Rồi con đứng gió anh Phi giải quyết vậy là được rồi ha. Rồi các bạn cứ ở đây một chút xíu đi nha. Anh Phi lấy cái À, họ bỏ cái này ra là thực sự một là họ đang bận cái gì đó, hai là họ đang show một cái sản phẩm nào đó khi mà họ cận cảnh vô, chẳng hạn như anh Phi đang show con đao bạc chẳng hạn vậy ha. Lên dĩa của con đao bạc, đao bạc hiện nay là sẽ tặng được 2 dây nha, 2 dây, một cái móc khóa và một cái cục dây A5 nha, cục dây A5. Để má giải quyết chị đấy hả? Giải quyết một dây A5 nha. Đó, đây dây A5 là có con xúc sắc như thế này và thêm 2 dây nữa nha. Đó, nó là như vậy đó. Các bạn đặt thì nó sẽ là như vậy. Không, nó còn cái móc nữa. Xin lỗi. Lấy thêm cái móc ha. Mượn cái móc này ha. Mượn cái móc này. Rồi đây. Dạ dạ chị. Rồi đây ha. Rồi câu chuyện nó sẽ là như vậy nhé. Đó, cái bộ nó sẽ là như vậy đó các bạn. Một cái móc nè, 2 dây với lại một cái cục dây 5A. Dây 5A là gì ta? Đây, dây 5A là nó như thế này. Xỏ vô nó sẽ như thế này ha. À, rồi, cái câu chuyện nó là như vậy. Đó, giờ nó show ra để tránh khung hình tĩnh là như vậy. Thường anh Phi sẽ dùng phương pháp này. Nhưng phương pháp này nó có một cái hello buổi trưa. Bây giờ cũng chưa có trưa lắm Saru ơi. À các bạn, anh Phi vẫn đang thông báo cho các bạn có một nhóm đang họp mặt với nhau ở nhà Bưu điện gần nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh, giữa cái câu lạc bộ Yoyo của Vũng Tàu và một số bạn chơi Yoyo ở đó ha. Các bạn Yoyo Vũng Tàu, anh Phi không biết là có một cái câu lạc bộ hay là một cái trang riêng hay không, anh Phi không biết. Nhưng mà anh Phi chưa tìm hiểu chứ không biết. Nhưng mà cái là anh Phi có một khách hàng mà cũng là một cái người em hồi xưa ở gần với Abo, thì hiện nay họ đang chạy xuống dưới để giao lưu rồi. Các bạn ra ngoài đó thì có những cái người chơi cụ thể, họ sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn. Còn nếu các bạn chấp nhận ở một mức độ nào đó thì các bạn có thể tham gia vào những cái câu lạc bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì là một cái cửa hàng là 84 Store nhé. 84 Store. Ở đó thì họ có nhận biểu diễn, họ đủ hết các bạn. Nhưng mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó chia ra nhiều thế lực lắm. Cũng không phải cũng chỉ có một cái thế lực đó về Yoyo đâu. Còn những cái hội nhóm khác mà họ chơi độc lập hơn, tách biệt hơn nhé. Còn như thế nào nữa thì các bạn hãy đi sâu vào đó các bạn phân tích. Còn anh Phi thì cũng rảnh để mà làm những cái câu chuyện đó. Anh Phi sẽ ở đây và chia sẻ với các bạn những cái đơn giản nhất về Yoyo. Và nếu được thì hất xuất sắc vừa cheat Yoyo luôn. Đúng rồi, đó, 5A nó là như vậy. Vừa chơi Yoyo mà vừa quăng cái con xuất sắc đó nữa. Còn cái thuật ngữ chuyên dùng của nó như thế nào thì anh Phi cũng không có đi sâu. Đứng ở góc độ quản lý và đứng ở góc độ mà kinh doanh Yoyo thì anh Phi thích tiếp cận với cái nhóm đầu tiên hơn là cái nhóm sau. Cái nhóm sau thì thứ nhất cái giá trị nó cao, nó đòi hỏi những cái kỹ thuật cao hơn, mà anh Phi thì cũng chưa có tìm được người phụ trách cái mảng này. Tại vì đối với anh Phi về phần Yoyo, anh Phi có những cái góc nhìn nó khá là cực đoan. Đối với những cái bạn mang tâm lý biểu diễn thì anh Phi lại thích để bạn ở vị trí biểu diễn thôi, là chỉ góc máy về bạn, pha đèn cho đẹp, làm hiệu ứng âm thanh cho đẹp, đưa những gimbal, đưa những dolly về máy quay vô để cho bạn làm mẫu, bạn chơi để thu hút thôi. Còn những người đứng với vai trò hướng dẫn thì anh Phi sẽ phải chọn theo kiểu khác. Có thể họ không phải là đứng nhất. Đúng rồi, thành viên 84 thì đông. Hồi xưa giờ mà họ phát triển từ cả chục năm nay rồi mà. Cho nên cái chuyện đông là chuyện bình thường. Và các bạn muốn giỏi hơn thì các bạn chỉ có cách tìm người giỏi để chơi thôi. Thì họ tập trung ở đó. Nhưng nếu các bạn tập trung chơi và để vui thì nó khác biệt nha. Vui thì nó đơn giản là chỉ là vui và niềm vui đó nó sẽ được nuôi dưỡng. Còn cái việc chơi đó các bạn cũng có thể, khi các bạn tập qua những cái cơ bản rồi thì các bạn cũng có thể học từ TikTok hoặc là học từ IT, học từ các cái clip chia sẻ trên các nhóm phở bò chẳng hạn vậy.
trên nhóm FB họ. Các bạn khi mà các bạn tập cơ bản rồi thì các bạn có thể học người ta qua cách nhìn, còn các kỹ thuật phức tạp hơn thì các bạn có thể học hỏi lẫn nhau. Và 84 và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là một giải pháp. Em chơi vui thôi, để đi giải trí thì hay hơn nhiều. Đó, cái câu chuyện nó là vậy đi ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ cho những cái này qua một bên, anh Phi sẽ đóng hàng ha. Vừa đóng hàng thì vừa quan sát các cái comment của các bạn để anh Phi dạy quyết thêm, chia sẻ thêm. Anh Phi không có mang cái tính chất là chơi vô vô, anh Phi chỉ định hướng lại một chút xíu về những cái thuật ngữ của nó thôi nhé, và để phân lại cho các bạn những kỹ thuật vô vô. Anh Phi có nói chuyện với các bạn nước ngoài và xem các bạn nước ngoài chơi thì họ gần gũi hơn nữa các bạn. Họ chơi được và họ mong muốn họ truyền đạt được những cái kỹ thuật họ đang có cho người khác. Đó, thì cái đó là dấu ấn của họ và cái dấu ấn của đó nó sẽ được lan rộng ra ngoài nha. Rồi vô đi con, vô đi. Nay học võ gì? Con học võ gì? Taekwondo hả? Karate hả con? Karate đô ha. Thêm chữ đô thì nó sẽ trở thành môn thể thao nha các bạn. Chẳng hạn như karate không là một cái môn võ, nó là võ karate. Còn nếu thêm chữ đô nữa thì nó sẽ thiên về các cái kỹ thuật về biểu diễn và thi đấu nhiều hơn ha. Taekwondo cũng vậy. Taekwondo cái từ gốc của nó là nắm đấm các bạn. Nắm đấm. Nắm đấm là một vũ khí ha. Họ sử dụng nắm đấm nhiều hơn. Và sau đó nó có các cái đòn chân, đòn đủ thứ đòn hết. Nhưng mà thường các cái đòn hiểm của Taekwondo là nó đánh vô các điểm cắt không à. Cho nên nó cấm trong thi đấu nha các bạn. Cấm trong thi đấu, nó không có cho phát triển những cái kỹ thuật đó để dùng trong thi đấu, mà đa phần là nó sẽ thay đổi một chút xíu để nó phù hợp với biểu diễn và thi đấu trên sàn nhiều hơn. Nó không phải như MMA hay là gì đó, nó thiên về cái mà gọi là tiêu diệt nhau, triệt hạ nhau, mà đa phần nó sẽ là anh Phi đang coi ha, cái này nó tới 13 lần cho nên anh Phi buộc lòng cho phải làm cái hợp với người khác đó. Thì nó không phải là mang tính chất triệt hạ nhau, cho nên nó là cái con này nó đều là 1 kg hết các bạn ha. 1 kg thì nó sẽ là 18 nha. Đây, đây nè ha. Anh Phi khoảng 13 là được rồi các bạn, không cần tới 18 đâu ha. Suy nghĩ kỹ chưa con? Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ về nước Mỹ kỹ chưa? Rồi ha, xong cái hộp là xong rồi đó, anh Tư làm xong cái hộp rồi nè. Hồi nãy đang nói tới đâu ta? Giữa. Giờ còn robot trái cây không? Trời, em tìm một cái món mà nó còn hiếm hơn cả gọi là đồ cổ nữa đó. Robot trái cây bây giờ nó còn hiếm hơn đồ cổ nữa nha các bạn nhé. Robot trái cây này nó có cả nhiều phần lắm, có 2-3 phần lắm. Nhưng mà tất cả hiện nay nó giờ nó hiếm hơn đồ cổ. Cho nên nó là anh Phi cũng chỉ có thể trả lời cho các bạn là không ha. Không có. Rồi, anh Phi sẽ đi tìm cây kéo của anh Phi ha. Cây kéo để đâu rồi nữa? Úi, chào con. Đây, một con quay. Có uống cà phê sữa không? Chú pha cho. Alo. Rồi, chú Phi sẽ đi tìm cây kéo của mình nha. Cây kéo của mình, chú Phi không biết chú Phi để đâu rồi nữa. Cả trên lẫn dưới có 2 cây luôn mà cứ đi ra lấy cây kéo xanh ở ngoài này. Rồi xong các bạn đó, phút 30 giây là xong cái hộp. Cái ông này bị kéo xuống qua đây rồi. Audi hiếm chứ bên mấy hãng nhỏ còn nhiều lắm mà chất lượng không bằng Audi. Trái cây á hả? Robot trái cây á hả? Robot trái cây nếu mà các hãng khác làm là hàng phay không á, hoặc là hàng đa phần là hàng nhái là chính. Tại vì robot trái cây anh Phi không thấy các hãng khác làm, cho nên nó là anh Phi chỉ nó đang nói về hàng Audi thôi. Con mở đèn cho anh chưa? Nay lựa tới gì nữa ta? Lego. Lego ha.
À cái con rắn. Em lấy con luôn. Mua về để hai ông cháu cùng ráp. Hai ông cháu ráp luôn. Nó mấy ngàn miếng rồi. Dạ đúng rồi, nó nhiều miếng. Cái con đó nó cũng nặng. Ở trong có cái tàu điều khiển dưới nước nào không? Dạ có anh, cái tàu điều khiển dưới nước cái mẫu màu trắng bạc chơi cũng ngon lắm à. Chứ đó nhiêu 600 mấy á. Rồi đúng chứ hả? À, cái loại mà em chọn để mà giữ mẫu để bán á, con đó chơi được, nó dưới nha. Ờ wow. À, đó Titanic nè. Rồi à, lấy con Titanic ha. Dạ coi ba giùm anh Phi đi cà phê sữa. Phi lấy chiếc tàu rồi. Lấy chiếc tàu ra chiếc con ha. À, định đi Phan Thiết nè. Ra cái bụi này giùm cái tàu bụi đó nè. Đỉnh luôn á. Rồi lấy dưới đó không? Rồi nhanh gọn lẹ, bước lẹ lẹ. Rồi nó bị tử thì đi Phan Thiết hả anh? Ờ, mấy đứa dưới bên ngoài á. Mẫu này được không? Cái mẹ đó. Cái mẫu này được không? Cái được. Đó, tới hai cái mũi tàu rồi. Chiếc chà bá lửa, một chiếc tàu cũng quá ngon. À, có cần chú Phi hướng dẫn không? Hai chú Phi gửi link cho con. Gửi link về đi ha. Gửi link về. Tại vì nó sạc pin, nó lắp pin vô dễ hẹn hả? Ở trong này nó mở cái nút này, nó lấy nguyên cái hộp này ra. Được chưa? Rồi gửi luôn chị hướng dẫn ha. À, chú Phi sẽ chỉ cho con cho nhanh. Rồi ha. Tàu này có bị lửa rồi. Rồi chú Phi làm. Rồi để chờ chú Phi chút xíu. Chú Phi dọn cái bàn này cho gọn nó đã ha. Rồi. À, nó sẽ dính dáng tới dao kéo cho nên ông TikTok ông sẽ cản. Nè cái nam đem này vô trong giùm ba cái. À, đây, nếu ha. Mà gửi cho nó coi đi, nếu mà gửi kêu thư gửi qua cho số của mình á. Dạ. À, cái Zalo của anh đó hả? Ờ thư có. Dạ rồi. Em có cái đoạn clip test cụ thể này rồi nhưng mà cái này chỉ sơ cho con được nè ha. Rồi đây là chiếc tàu điều khiển từ xa nha. Rồi đây. Nó lấy ra thì nó sẽ chạy hai motor. Con muốn mở cái này thì con dặn về bên tay phải ha. Con lấy nó ra nè, được chưa? Đây, viên pin của nó. Pin của nó thì có hai chấu, một chấu để sạc. Được chưa? Con đem pin dự phòng theo nha. Chơi cái này đem pin dự phòng theo. Rồi ha, nè cắm vô đây để sạc. Thì cái viên pin này thông thường cái ampe của nó thì con sạc khoảng tầm 2-3 tiếng gì đó nó sẽ đầy ha. Rồi sau đó xong thì con rút ra. Được chưa? Đó, cái đầu kia là đầu sạc. Dạ, cái đầu này là đầu chơi nè. Rồi, đầu này đầu chơi. Nhưng mà thường con để viên pin này trong này luôn tại vì nó có cái miếng dán nè. Con dán trong này luôn ha, khi mỗi lần. Thì chỉ cần, dạ khi nào sạc thì gỡ nắp ra sạc. Gỡ nắp ra. Ok ha. Rồi, đây. Chú Phi vô pin này luôn cho con nha. Đây, vô pin ở đây. Khi nào sạc thì gỡ nắp ra thôi. Rồi, pin này thì lâu hết lắm. Chú lấy 2 viên rồi một hồi bỏ 4 viên này vô trong túi luôn. Rồi, xong. Rồi về nhà chơi nhưng mà hiếm khi hết pin này. Rồi đây. Cái ha. Pin này sạc được bao nhiêu tiếng nha? À, chú Phi chưa test tới cùng đó. Sạc thì khoảng tiếng. Đây, sạc khoảng tiếng có 2 tiếng tùy. Chẳng hạn như anh có cái cục sạc mà nó sạc nhanh đó thì nó sẽ đi nhanh hơn. Cái cục pin dự phòng của mình đó. Rồi mở on lên nha con. Mở on lên là nó sẽ đứng đèn. Ha, khi mà đứng đèn này là bắt đầu chơi được rồi nè. Đó thấy không? Quay nè. Đó, thấy quay cũng khiếp chưa? Đừng có thọt ngón tay vô nha. Rồi tới ha. Rồi quẹo trái nè. Được phải nè. Rồi để vậy rồi ra biển chơi luôn hết pin rồi sạc lại ha. Tắt ở đâu? Tắt đây. Dạ em tắt đây nè. Nè, tắt mở nè ha. Dạ. Cái này ốp nè, on nè. Anh thấy cái ha. Để nắp lại. Rồi đẩy nắp lại, anh đẩy cái mui này vô trước ha.
đẩy cái mui này vô trước, xong cho tới khi nó ăn cái mui này lên rồi anh đẩy cái này lại. Rồi, muốn rồi. Muốn on là phải mở nắp ra. Dạ, mở này. Nắp ra on. À, em gửi theo cái cuộn băng keo giấy cho anh luôn. Khi mà chơi ở ngoài biển nếu chơi á thì anh dùng băng keo giấy anh dán vòng cái biên này giùm em để tránh tình trạng là nước nó văng lên, nó chui vô như vậy á, nó văng lên nó có cái này thì nó đạt ra. Cái này anh em trong nghề chơi thì họ sẽ cần tới cái này. Rồi chú gửi cho con cái này luôn ha. Rồi chú sẽ đi mua lại sao, nhưng mà trước mắt là con đi du lịch con còn khỏi cần phải đi đâu mua hết. Rồi xong. Cà phê sữa đá chị Ngọc làm cho con chưa? Trời ơi, uống chưa kịp nhai cục đá nữa hả con? Rồi xong luôn. Nó có cái bể để tàu nữa nè ha. Rồi ok. Cái hộp. Rồi ngày xưa chú mê cái này lắm nè. Hồi xưa chú có một cái vỏ tàu riêng luôn á, chú đi mua vỏ tàu riêng về chú garage motor. Mà bây giờ không biết nó đi đâu rồi, nó lạc đâu mất tiêu rồi. Rồi ok rồi, tính tiền. Rồi tính tiền Nam ơi. Dạ, 1.520. Hôm nay mẹ nó đi chợ lớn rồi, nó vô nó phụ em á. Rồi không đủ rồi sao. Rồi cảm ơn anh. Bỏ tờ lại hả? 1.520 hả? Dạ. Rồi bỏ chị An lại, chứ bỏ tàu lại. Đây con cầm này đi. 1.520. Dạ rồi em cảm ơn anh, em nhận đủ tiền. Dạ. Rồi cái này cầm thôi. Chừng nào mới đi băng đế? Không biết luôn nữa hả? Cho ba cái bàn xây lại đi nè. Mấy tay 20 tay đi. À 20 tay đi ha. Chú cũng muốn à về luyện tập trước, về luyện tập trước. Về luyện tập trước hả con ha. À đây đây cùng băng keo giấy. Ở chắc ở trong quá à. Vô con kèm phụ bắt kiến với chắc với bạn hả? Chắc em quá à. Em mới lớp 5 à. À mới lớp 5 mà Nam ơi, vậy là em con ơi. Dạ, tìm thấy rồi, bye bye. Tìm thấy ha, rồi bye bye con, cảm ơn con nhiều. Đó đã rồi ha. Đi là đến. Về giờ kiếm thêm hai cái tượng, kiếm thêm rắc với con râu nữa cho đủ ha. Trời. Vừa xong một đơn anh Phi sẽ quay trở lại ha. Phi quay trở lại nhanh thôi. Rồi hồi nãy sẽ dính dáng một chút xíu vào rồi kéo cho nên anh Phi hơi né né. Cái gì con? À cái đó hơi khó. Cái đó chắc phải đặt thiết kế không hình con á. Rồi anh Phi sẽ trở lại đây các bạn. Hồi nãy giờ không khí ở cửa hàng nó cũng rất là vui nhộn và lu bu. Chính vì vậy cho nên nó là anh Phi lại không có trả lời nhiều cái câu hỏi và đọc các comment của các bạn được nhé. Robo trái cây ngày xưa anh Phi có một đợt về hàng giảm giá, có con robo mà siêu đại robo luôn á, hình như đợt đó bán có 299.000 à. Cái đó là hàng gọi là hàng khuyến mãi thanh lý bỏ mẫu luôn của bên An Sinh đó các bạn. Ngày xưa An Sinh làm hàng đó nhé, ngày xưa An Sinh làm hàng đó nhé các bạn nhé. Đó rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái hộp cho bạn này đó. Mà phải là 18 bây giờ các bạn, lên 20 rồi. 18 thì anh Phi sẽ phải đi chiều này nhé. Anh Phi sẽ phải đi chiều này và gặp nó lại như thế này nó mới ra 18. À, đó là cái cách là như vậy đó các bạn, làm hàng ở Habo là như vậy đó. Ha. Khách cứa vô ra. Thật sự ra càng bận rộn thì mình càng muốn các bạn. Tại vì chuyện buôn bán mà. Buôn bán mà phải càng bận rộn mới tốt. Chứ buôn bán mà không bận rộn là không tốt chút nào hết nha. Cho nên nhiều có nhiều người thấy anh bán hàng cực vậy, tội nghiệp anh vậy. Nó không cực mới tội nghiệp các bạn. Bán hàng mà không cực là mới tội nghiệp. Tại vì bán hàng chủ yếu là doanh thu, là khách hàng. Bây giờ không có doanh thu, không có khách hàng, không có cực được thì lúc đó mới tội nghiệp. Không có gì để ăn luôn á các bạn ha. Cái cách nó là vậy. Và nhất là những cái bữa trời mưa như thế này. Anh Phi làm hàng giai đoạn này anh Phi rất là phải cẩn thận. Tại vì càng gấp chúng ta sẽ càng dễ đưa ra những cái động tác sai. Mà đối với những cái dao rọc giấy mà đưa ra những cái động tác sai là các bạn lãnh hậu quả ngay tức khắc nha. Đứt tay nè, rồi hả, chấn thương nè, rất là nguy hiểm nha. Rồi bây giờ thì anh Phi cũng đã bắt đầu xong cái hộp rồi. Anh Phi làm theo cái kiểu rộng hộp nhé cho nó nhanh. Rồi bên anh Phi còn con nào xoay lâu để chơi chuyên nghiệp không? Anh Phi thấy những con K2 họ vẫn chơi chuyên nghiệp mà em.
con K2 nha. Các cái nhóm K2 của quốc tế họ vẫn chơi con, họ lấy con K2 làm một nền tảng chơi chuyên nghiệp, họ nhắm vào những cái đối tượng mới tập, mới tập lên chuyên nghiệp đó nha, chứ không phải mới tập là mới tập chơi cơ bản. Cái từ mới này chúng ta sẽ phải có một cái vế thứ hai, chẳng hạn như mới là mới cái gì, mới tập chơi chuyên nghiệp hay là mới tập chơi yo-yo luôn. Mới tập chơi yo-yo luôn thì các bạn sẽ tập những cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản thôi, vô dây yo-yo nè, rồi quấn dây yo-yo nè, rồi quăng nè, quăng yo-yo ra cho chuẩn nè. Đó, phải tập hàng ngày hàng ngày hàng ngày, mà nhất là quăng yo-yo là một cái kỹ thuật mà gọi là cơ bản nhất trần đời mà các bạn phải tập. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tập thêm những động tác nào lên dây nè, rồi bắt đầu chơi từ từ thì các bạn sẽ giỏi hơn nha. Nó phải có thời gian để các bạn tập luyện, và khi các bạn giỏi hơn rồi, các bạn hoàn thiện được những cái kỹ thuật cơ bản rồi thì các bạn sẽ rất là dễ lên chuyên nghiệp. Nhưng cái chữ chuyên nghiệp ở Việt Nam mình á là một cái từ nó sai, nó không đúng nha, nó sai, nó không đúng. Tại vì hiếm ai hoạt động chuyên nghiệp về yo-yo lắm. Chẳng hạn như cầu lông, họ hoạt động về chuyên nghiệp được bởi vì họ sống về, khi mà họ đi đánh cầu lông họ có lương, và lương đó đủ để nuôi sống gia đình họ, rồi cái đó mới gọi là chuyên nghiệp. Còn yo-yo hiện nay đa phần là chơi bán chuyên hết nha các bạn nhé. Ở Việt Nam mình đa phần là chơi bán chuyên hết. Các cái nhóm về yo-yo hiện nay cũng chỉ hoạt động theo tuần, theo tháng hay là theo một cái sự kiện nào đó. Các cái nhóm yo-yo hiện nay chưa hoạt động trên cơ sở là sống vì nghề yo-yo. Các bạn có thể có thu nhập từ việc biểu diễn yo-yo, nhưng cái đó chỉ là một cái thu nhập thêm của các bạn, nó không phải là thu nhập chính nha. Chừng nào cái thu nhập chính là từ việc các bạn chơi yo-yo thì mới gọi là chuyên nghiệp nha các bạn. Môi trường Việt Nam chưa đủ. Bán trường siêu đẳng có nào khác không anh? Không em, chỉ có nhiêu đó thôi. Tổng cộng anh Phi đang có 9 mẫu nha. Rồi anh Phi quay trở lại với hai chữ chuyên nghiệp. Chơi chuyên nghiệp là phải sống được nhờ cái việc chơi đó. Giống như anh Phi cũng đi đánh cầu lông, nhưng mà anh Phi đi đánh là giải trí. Những vận động viên chơi cầu lông chẳng hạn như Tiến Minh, Nguyễn Thị Trang, là Phạm Đức Phát, hay là Phạm gì Đức Phát, không phải Phạm Hải Đăng, Nguyễn Hải Đăng gì đó, người ta mới là chuyên nghiệp. Người ta sáng người ta đi tập cầu lông, chiều người ta đi tập cầu lông, tối người ta đi tập cầu lông, rồi người ta đi thi đấu quốc tế, người ta đi thi đấu trong nước, rồi người ta đi thi đấu tá lả để người ta tìm một cái nguồn tiền để người ta sống. Đây, ta đang đóng cái cục 105 mà khách vô, cái anh Phi bỏ cục 105 này xuống không thôi khéo hồi 612105 thì cái đó mới gọi là chuyên nghiệp nha các bạn nhé. Còn hiện nay đa phần ở Việt Nam mình là chơi theo một cái sở thích gọi là bán chuyên hết đó các bạn, bán chuyên hết chứ nó không phải là chuyên nghiệp đâu. Còn các cái kỹ thuật đó thì là gọi là các kỹ thuật nâng cao chứ không phải là các kỹ thuật chuyên nghiệp. Yo-yo nó không có các kỹ thuật chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp là cái từ dành chỉ cái trạng thái của cái việc chơi của chúng ta. Cái trạng thái nó là chơi bán chuyên hay là chơi chuyên nghiệp. Chơi chuyên nghiệp thì nó phải có các câu lạc bộ chuyên nghiệp, và từ các câu lạc bộ này các bạn khi tham gia các bạn sẽ có một cái nguồn tiền từ đó, và các bạn đủ sống từ đó mới gọi là chuyên nghiệp. Nhưng kỹ thuật chỉ là đơn giản là cơ bản và nâng cao kỹ thuật nâng cao. Thì nâng cao thì nó chia ra thành nhiều loại, nhiều bậc chẳng hạn vậy nhé. Cho nên nó không có cái kỹ thuật. Anh Phi hồi xưa anh Phi gọi là yo-yo chuyên nghiệp, nhưng mà sau này anh Phi điều chỉnh cái từ ngữ của mình. Anh Phi đơn giản chỉ là yo-yo kim loại 1A, không nhại dây. Yo-yo nhựa không nhại dây. Chứ anh Phi không gọi nó là yo-yo chuyên nghiệp nữa. Tại vì nếu anh Phi gọi nó là yo-yo chuyên nghiệp thì cái đó phải là dành cho những người chuyên nghiệp chứ. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có một môi trường chuyên nghiệp, thì ở đâu ra người chuyên nghiệp? Các bạn chơi yo-yo cũng chẳng qua là sở thích, cũng chẳng qua là hội nhóm, và cũng chỉ qua là để đi thi những cái cuộc thi do những người ở quốc tế và ở Việt Nam họ tổ chức. Nhưng những cuộc thi đó thì nó cũng chỉ mang tính chất là theo mùa thôi, nó theo mùa thôi, nó cũng chưa có một cái giải đấu chuyên nghiệp là câu lạc bộ này đấu với câu lạc bộ kia, nó mới gọi là chuyên nghiệp các bạn. Lương của các bạn hàng tháng từ việc chơi yo-yo là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó thì mới gọi là chuyên nghiệp. Còn giờ các bạn đi chơi, các bạn còn phải đóng tiền
vô hội nhóm nào đó, các bạn phải đóng tiền tham gia hội nhóm. Khi đi thi các bạn còn phải đóng tiền nữa mà ha. Đó, cái câu chuyện đó là vậy. Thực sự ra là các bạn góp tiền nhau dành giao cho một anh A, anh B, anh C nào đó tổ chức. Sao rồi người vô địch sẽ được hưởng một số tiền nào đó trong cái số tiền đó, rồi từ cái nhà tài trợ nào đó thêm một ít gì đó. Đó, là các bạn gom tiền lại chính tiền các bạn để tổ chức hình thành nên cái giải đấu đó, chứ không phải là từ một cái nguồn tiền nào khác đâu. Mà cái nguồn tiền các bạn đóng vô giống như là đi thi đấu thì các bạn phải đóng 200-300 ngàn gì đó, đúng không? Chính xác chưa? Cái giải vô địch Judo Việt Nam nó là như vậy, đúng không? Mà cái giải vô địch đó cũng chỉ tổ chức gói gọn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái thành phố lớn. Còn các bạn khác muốn chơi, xin lỗi các bạn, ba mẹ phải đưa lên ha, phải bỏ tiền túi lên thuê khách sạn. Thì cái chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng cái câu chuyện cuối cùng còn lại là nó chỉ mang một cái tính chất gì đó, nó tự phát. Chứ anh Phi chưa thấy cái độ chuyên nghiệp của Judo Việt Nam nha. Ở nước ngoài thì anh Phi chưa đi, anh Phi không có điều kiện để đi nước ngoài, cho nên anh Phi chưa thấy và anh Phi cũng chưa tìm hiểu sâu về cái câu chuyện của các bạn ở nước ngoài. Nhưng ở Việt Nam chúng ta là như thế nhé. Đơn giản là đóng tiền vào để thi thôi. Đóng tiền vào để tổ chức một cái giải đó là cũng chỉ cái mang tính chất là ao vườn thôi. Và ở trong đó thì cũng chỉ là những cái câu lạc bộ ở các tỉnh do các bạn cũng tự phát ra mà thôi, chứ nó cũng chưa có một cái công ty nào hoặc là một cái cơ sở nào nó mang tính chất là ký một cái hợp đồng rõ ràng, tôi tài trợ các anh 1 năm 3 tỷ để hoạt động này này, trên áo các anh phải có logo này của chúng tôi, logo kia của chúng tôi. Chưa, Judo Việt Nam chưa đạt tầm đó nhé, đúng không? Anh Phi có nói gì sai nãy giờ không? Nhưng mà các bạn ở 84 không có nằm ở trong nhóm này đâu, các bạn đa phần là người mới hết á, hoặc là những người cũ biết anh Phi thôi nha. Rồi đây ha, rồi tới đây thì anh Phi cũng xong cái việc đóng hàng của mình rồi. Theo lời hứa thì anh Phi sẽ ở lại trên live này một ít để giải đáp những cái thắc mắc hoặc là những cái gì đó mà các bạn mong muốn là có thông tin nha. Đó, thì trước mắt các bạn anh Phi vẫn giới thiệu cho con đau bạc, bởi vì con này chơi khá là ngon nha. Con này chơi khá là ngon với giá tiền 129 ngàn, được tặng một bộ quà tặng như thế đó, nó phù hợp với các bạn mới chơi và các bạn trẻ nhỏ nha. Cho nên là anh Phi vẫn nhắm vào khách hàng của mình, anh Phi vẫn hết mình để phục vụ khách hàng của mình. Còn các bạn cao hơn qua 84 store thì các bạn là khách hàng của họ để họ phục vụ các bạn nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ ở đây chia sẻ với các bạn những điều cơ bản nhất, quấn dây quăng dây thôi, tại vì anh Phi cũng không biết nhiều hơn như vậy nhé. Anh Phi cũng không thể biết hơn nhiều hơn như vậy, đơn giản quăng nó đứng gió nè, nó lắc là do sao biết không, trên lệch ánh sáng nó cũng sẽ làm điều này xảy ra. Thứ hai là nó cũng có một cái sự lắc nhẹ bởi vì anh Phi đã làm hàng mẫu nó cũng tét nước hết trơn rồi nha. Và sau đó chúng ta, những ai chơi Judo qua rồi thì các bạn sẽ hiểu câu chuyện lắc là chuyện bình thường, không có vấn đề gì bất thường hết. Người ta sẽ không kiểm tra cái độ lắc qua cái clip đâu, người ta kiểm tra ngoài này nè, người ta nhìn bằng mắt thường nhiều hơn là nhìn qua cái clip. Tại vì qua cái clip á là nó qua cái ống kính của chúng ta, là cái ống kính nó quyết định rất là nhiều điều, bởi ánh sáng nè, rồi ISO nè, rồi khẩu độ, tốc độ, nó chứ mà nhiều thứ lắm các bạn, rồi ngay cả cái cảm biến của nó cũng quyết định, tông màu ha, đủ thứ hết nha các bạn nhé. Review con thần rồng hổ cấp 4 đi anh. Con Judo thần hổ cấp 4 là con nào em? Anh Phi thực sự anh Phi không biết cái cấp của nó luôn á. Anh Phi cũng không chú trọng tới cái cấp, anh Phi chú ý tới cái mã nha. Anh Phi chú ý tới cái mã. Và ở đây anh Phi không review sản phẩm nha các bạn nhé. Anh Phi chỉ review những cái sản phẩm mà anh Phi đã khui mẫu thôi. Còn những sản phẩm còn nguyên hộp và nó chưa có hàng mẫu thì anh Phi sẽ không khui ra để review. Bởi vì các cái buổi review của anh Phi đa phần hướng tới việc đóng hàng cho khách đã mua hàng nha. Đóng hàng cho đã mua hàng. Và các sản phẩm hiện nay anh Phi để trong giỏ hàng đa phần là do hình ảnh do anh Phi chụp hết, cho nên đâu đó là hình thật hết đó các bạn ha. Nó cũng ít khi có những cái hình trên mạng lắm, trừ khi những cái hình design chẳng hạn nó gom các cái góc lại với nhau mà anh Phi nhắm là anh Phi chụp không đẹp đẹp được thì anh Phi sẽ nhờ tới những tấm hình đó. Nhưng mà trong hình ảnh đó thì trong 10 tấm thì cũng chỉ có một tấm vậy thôi, đa phần là những cái hình ảnh anh Phi tự chụp hết nha các bạn nhé. Rồi tới đây thì anh Phi sẽ ngừng được chưa? Hồi nãy giờ anh Phi like cũng gần 1 tiếng rưỡi rồi, hồi nãy 9 giờ mấy anh Phi like, còn giờ là ra gần 1 tiếng rưỡi rồi ha. Anh Phi chưa thấy
TikTok chúc mừng anh Phi được 90 phút. Rồi thôi tới đây thôi là được rồi ha các bạn ha. Anh Phi sẽ like, anh Phi sẽ chia sẻ cách đóng hàng nhiều hơn nha. Anh Phi vẫn nhắc lại. Và cái chuyện đương nhiên anh Phi đã insert sản phẩm vào là anh Phi muốn bán rồi. Nhưng mà cái là nếu từ những hình ảnh đó, từ những hình ảnh anh Phi chụp thật đó, những cái clip anh Phi ghi thật đó mà vẫn chưa thuyết phục được các bạn sản phẩm này nó như thế nào để các bạn mua thì thú thật là anh Phi cũng bất tài thiệt ha. Bởi vì các bạn có vẻ là thích những cái clip ở trên mạng nhiều hơn. Nó ảo ảo thì sao hơn là thích hàng thật phải không? Nhưng mà hàng thật thì cũng phải đẹp đúng không? Đây, nó rất là đẹp. Mặc dù là cái góc nhìn của anh Phi từ một cái máy chụp hình nó rất là không chuyên nghiệp nhưng mà nó vẫn rất đẹp nha. Đó. Rồi, thôi tới đây thôi là được rồi. Anh Phi giao lưu chia sẻ với các bạn tới đây. Còn bây giờ thì thôi để nó xoay chút xíu đi ha. Rồi anh Phi uống miếng nước cái rồi anh Phi tắt lại. Cái tai nghe của anh Phi nó mất tiêu cái miếng này nè các bạn. Ở bên này nó còn nè. Anh Phi quăng tới quăng lui ha. Cái miếng này nó kêu bằng cái miếng gì ta? Cái miếng này nè, cái miếng ở trong này nè. Đó. Còn ở đây nó mất tiêu rồi. Đó các bạn thấy không? Đồ dùng ở ngoài cửa hàng mà đó, mất tiêu rồi không? Nó còn hai cái lỗ, hai con mắt, mắc cười ha. Đó. Rồi cái tai nghe của anh Phi hôm nay nó chinh chiến nha anh Phi. Anh Phi chưa sạc luôn nha. Kể từ ngày mua về tới nay là anh Phi chưa sạc lại luôn á nha. Rồi thôi tới đây thôi. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các cái phiên live phía sau. Hy vọng là cứ mỗi ngày nó có đơn dày để like, có chuyện nói chuyện nhảm với nhau ha. Nhưng mà anh Phi thì vẫn rất thích các câu lạc bộ yoyo, bởi vì ngày xưa anh Phi cũng đã từng tiếp xúc với Ha Su nè, Tật Cây nè, Thế Hào nè, là những bạn mà cộng tác với anh Phi để làm các cái chương trình về yoyo với là anh Phi cuối tuần. Anh Phi cũng rất là thích những bạn đó. Nhưng mà vì có phát sinh một cái mâu thuẫn nhỏ về vấn đề về tiền bạc với lại các bạn, mà anh Phi không thích bạn trưởng nhóm. Anh Phi nói thẳng là anh Phi không thích bạn trưởng nhóm. Bạn trưởng nhóm có ý giấu giếm cái tiền bồi dưỡng của anh Phi gửi cho các bạn kia. Cho nên là anh Phi cắt ngay khúc sắt. Anh Phi là người hoạt động về tài chính các bạn. Mà có những cái dấu hiệu nào về tiền bạc mà không rõ ràng là anh Phi cắt ngay thôi. Và ngay cả những cái thời điểm các bạn cũng không biết tại sao anh Phi cắt nữa. Anh Phi cũng không giải thích. Anh Phi nói đơn giản là em không phù hợp với anh. Rồi thôi. Tại vì trong những cái buổi biểu diễn á, thì có một cái khoản chi phí anh Phi bồi dưỡng cho các bạn. Nhưng mà lúc đó các bạn trưởng nhóm có ý là không muốn cho các bạn trong nhóm biết nó là bao nhiêu. Và anh Phi không thích chuyện đó. Làm ăn với nhau, đi chơi chung nhóm với nhau là phải rõ ràng và minh bạch nha. Phải rõ ràng và minh bạch. Đó là một nhóm tự phát nó khác. Còn một nhóm mà các bạn đứng với danh nghĩa là một công ty, các bạn ký hợp đồng với người ta để các bạn thu tiền về thì nó lại khác. Cái đó là quy hoạch kiểu lãi lỗ theo kiểu khác các bạn. Còn một nhóm tự phát với nhau, tự đi rồi tự nhận những cái chương trình biểu diễn thì nó phải rõ ràng và minh bạch. Nó phải rõ từ đầu luôn đó. Chẳng hạn như chương trình show đó tôi giờ nhận là 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì đó. Các bạn mỗi lần đi biểu diễn ngoài sinh hoạt đội nhóm thì sẽ gửi bồi dưỡng thêm cho các bạn mỗi bạn 100.000, 200. Tiền xe tôi bao, tiền nước tôi bao chẳng hạn vậy. Thì nó rõ ràng từ đầu. Còn nếu nó không rõ ràng từ đầu là anh Phi không làm nha. Đúng ra là anh Phi sẽ phát triển cái đội đó từ anh Phi sẽ tham gia cùng với đội đó chứ không phải phát triển đội đó. Anh Phi sẽ tham gia cùng với đội đó từ 10 năm trước rồi. Từ cái thời Yoyo Flagentin 5, rồi sau đó tới Decent, rồi sau đó tới Flagentin 6. Chứ không phải rồi Duncan nữa. Chứ không phải anh Phi dừng lại đâu. Anh Phi quyết định anh Phi dừng lại là vậy. Cho nên bây giờ anh Phi có một cái định kiến khá là lớn cho những người đang chơi Yoyo. Hy vọng là trong đó sẽ còn những cái người rất là tốt. Chẳng hạn như đối với anh Phi, Thế Hào là một bạn rất là ok. Thế Hào thì vừa chơi yoyo, vừa tham gia những cái hội nhóm của yoyo Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cũng vừa đi chơi múa lân. Mà thường anh Phi thấy những bạn chơi yoyo hay đi chơi múa lân lắm. Hay bạn Trường Gai Guild gì đó ở bên quận 7 cũng có tham gia vào các hoạt động về yoyo. Rồi cũng có một trang TikTok riêng với mấy chục ngàn lượt theo dõi. Rồi bạn cũng khá là dễ thương. Nhưng mà con cái là bây giờ bạn theo cái ngành sản xuất clip TikTok nhiều hơn. Anh Phi thấy bạn mang máy, mang đồ nhiều thứ lắm ha. Anh làm nghề này thì có bị người ngoài dòm ngó không? Dòm gì và ngó gì em? Anh giữ đam mê không phải là với yoyo. Anh giữ đam mê là bởi vì anh Phi thích cái mảng đồ chơi trẻ em và thích mảng đồ chơi của các bạn ở độ tuổi từ 18 đổ lại. Là các bạn đang hình thành các góc nhìn về xã hội. Và anh Phi cùng chơi với các bạn, cùng vui với các bạn là như vậy. Và tất nhiên là phải bán được hàng ha. Tất nhiên là phải bán được hàng. Sớm anh có thu tiền ship. Tiền ship. Ship là luôn có nha em. Ship mà ship vô để ồm gì.
xếp vô đi, xếp vô đi khắp Việt Nam luôn thì chỉ có 25.000 con thôi, hoặc là ít hơn tùy theo con, nhưng mà chuẩn của nó là 25.000 nha em, không có nhiều đâu. Các bạn mà lên trên nhà các chú ông mà thấy nó bùa xếp là do ông xích, thằng nhà các chú ông hay là các sàn thương mại điện tử nó tính toán thôi. Chứ thật sự ra một cái cục vô như thế này, hay là cái cục vô K2 nó đóng trong cái hộp nhỏ chiếu, thì tối đa là 20.000 hoặc 25.000 là cùng đó rồi. Khi mua rồi trên các trang web thì anh Phi cũng có thể xịt. Chẳng hạn như các bạn mua thêm mấy cái này, nó đâu cộng thêm cái khối lượng đâu mà tính thêm xếp. Đó, một cái hộp mà bỏ một con K2 rồi bỏ nhiều phụ kiện vô dây nọ, nó không có cộng thêm xếp. Nhưng mà trên các sàn thì nó cộng, tại vì đơn giản nó cộng theo khối lượng, khai báo từ đầu, nó không cho khai báo lại nha các bạn. Có gì em lãnh lương qua mua ủng hộ. Thật tự sự mấy ngày nay anh Phi rất là vui, bởi vì có những bạn ở cái độ tuổi mà cũng vô đại học rồi, cũng lớn rồi, có thể là quay trở lại ủng hộ, cũng đã từng mua Abo và các bạn cũng tới mua và rất là thân thiện, và anh Phi cũng rất là vui vẻ với các bạn thôi. Chỉ anh Phi chỉ nghiêm túc khi mà anh Phi chia sẻ các góc nhìn về xã hội thôi, chứ bình thường thì anh Phi cũng vui vẻ, không có vấn đề gì đâu các bạn nhé. Vui và nhây nữa ha. Rồi tới đây thôi ha các bạn ha. Tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn được rồi. Anh Phi cũng nghỉ ngơi chút xíu bên TikTok họ cũng đã nhắc rồi. Nghỉ ngơi là vừa, bạn đã vượt qua được cái thời gian thử thách hàng ngày rồi. Anh Phi thì vẫn còn là trong thời gian thử thách ban đầu của TikTok nha các bạn. Anh Phi vẫn chưa phải là một người like cũ. Nhưng mà xét về tỷ lệ ra đơn của anh Phi trên khi like thì TikTok nó đánh giá anh Phi là một con người like rất là cùi. Khả năng like cùi lắm luôn, bởi vì anh Phi không có ra đơn được trên like. Chiều nay có like không anh? Cái đó sẽ phải phụ thuộc vào cái đơn hàng nha các bạn. Không có đơn hàng thì anh Phi like sản phẩm cũng được. Nhưng mà like sản phẩm thì like diện. Giờ anh Phi có nhiều đây vô mẫu à. Nè, anh Phi có vô đây vô mẫu, anh Phi vòng cũng có mấy con này. Rồi các bạn coi hồi các bạn cũng chán phèo ha, chúng ta phải tìm gì đó mới hoặc là chương trình mới mà đó, đây đó, đó, có những con mẫu này và hàng còn nha các bạn, mẫu nhưng mà hàng còn nha đó. Thì cũng vòng mấy con này thôi, và nếu có chăng thì chiều nay anh Phi bổ sung thêm sư tử song đấu hoặc thần hổ song đấu và kết hợp với cái này. Dạ, cái này mới căng nè, cái này giờ ai có được là mới căng nè, mới giữ nè ha. Rồi ha, có like hay không lại là phụ thuộc vào các bạn, tại vì anh Phi like theo đơn chứ anh Phi không phải like theo hàng hóa, cho nên nếu có đơn thì anh Phi sẽ like ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở một cái phiên like nào đó, và nếu chiều nay có đơn tốt thì anh Phi vẫn like thôi. Và thường like kiểu đó thì thường khoảng 7 giờ 7 rưỡi gì đó thì chị Thư phải qua cửa hàng xong anh Phi mới like được cái hộp này nữa ha. Rồi, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.